Giang giật phóng đi, trong tay các loại binh khí đều lấp lánh không ngớt, vô số đạo văn công kích, đặc thù thần thông liền muốn phóng thích. Không biết sống chết, Giang giật lạnh lùng cười một tiếng, hỏa linh châu so với bọn hắn còn phải sớm hơn một bước phát sáng lên, từng đoàn từng đoàn màu lam hỏa diễm đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem hắn bao lũng đi vào. Đồng thời hắn bên ngoài thân hỏa vân khải cũng nổi lên, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, dung hợp võ kỹ phóng thích, đột nhiên hướng phía trước chém ra một kiếm suy suy mấy vạn đầu hỏa long mang theo kinh khủng lôi hỏa gào thét mà đi kia từng đầu hỏa long còn không có bay ra một cỗ sóng nhiệt đã lan tràn vùng thế giới này cái này long xà bọn người trong tay công kích vừa mới muốn phóng thích nhưng toàn bộ người đều dọa đến hồn phi phách tán một cỗ nguy hiểm chí mạng phù linh hồn chỗ sâu nhất bọn hắn bản năng xoay người bỏ chạy khí tức tử vong bao phủ bọn hắn còn có người nào lá gan xuất thủ mau lui lại không chỉ là 10 người này nơi xa ngoài 10 dặm 17 tên thiên quân cũng bị hù dọa cứ việc đều mở ra thần thuẫn, nhưng tất cả mọi người cảm giác không chịu nổi kia kinh khủng nhiệt độ cao, điên cuồng hướng nơi xa thối lui. 17 người cũng nội tâm mừng thầm, ám đạo vừa rồi mọi người làm ra chính xác nhất quyết định, nếu không. Bá đao cùng long ra, còn có long xà 10 người liền là kết quả của bọn hắn. a à, 10 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, long ra cùng bá đao đều chịu không được nhiệt độ cao, 10 người này ngoại trừ long xà bên ngoài đều là hạ giai thiên quân làm sao có thể chịu nổi kinh khủng sóng nhiệt thoáng cái đem bọn hắn thần thuẫn hủy đi, tiếp lấy toàn thân bọn họ đều bị đốt là giả không. Ngoại trừ long xà còn thừa lại một cỗ tàn thi bên ngoài, những người còn lại ngay cả cặn cũng không còn, 10 cái không gian giới chỉ nổi bồng bềnh giữa không chung, còn có một số siêu thánh khí cũng không có bị hủy đi, một chút thánh khí lại bị hủy đi. Siêu thánh khí cùng thánh khí cũng không phải là chất liệu vấn đề, mà là bảo vật cấm chế bên trong đại trận vấn đề, sở dĩ siêu thánh khí rất khó hủy đi. Hưu, Giang giật mặt không thay đổi bay qua, đem 10 cái giới chỉ cùng không có bị hủy đi ba thanh siêu thánh khí thu nhập chính mình cổ thần nguyên trong nhẫn, không chung lôi hỏa cũng tự động bị hỏa linh châu hấp thu, bốn phía nhiệt độ cao dần dần biến mất. Hưu, nơi xa những cái kia hoảng sợ né ra thiên quân võ giả, trời nhiệt độ cao biến mất lập tức bằng nhanh nhất tốc độ bay đi qua, cùng nhau đứng tại giang giật phía dưới một tòa núi nhỏ bên trong, một gối quỳ xuống trầm hống, thương ra. 17 người cùng một chỗ bạo giống, thanh âm như sấm, vang vọng khắp nơi, quanh quẩn không ngớt. Tất cả mọi người ngữ khí đều vô cùng kiên định, giống như trước đó còn có người hoài nghi giang giật thực lực, giờ phút này ai cũng không dám nghi ngờ. Loại kia kinh khủng nhiệt độ cao, coi như bọn hắn tại ngoài 10 dặm đều chịu không được, bọn hắn đều kết luận thành nội thập đại bá chủ ngoại trừ linh đang tỉ bên ngoài, không ai có thể chịu nổi, cũng căn bản không ai có thể đánh giết giang giật. Không nói cái gì, giang giật chỉ cần đem lôi hỏa phóng xuất ra, bao phủ toàn thân. Thành nội còn lại bá chủ tuyệt đối không dám tới gần 10 dặm, một khi cho Giang giật tới gần thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có cao giai thiên quân nguyên lực, thần thuẫn căn bản chịu không được hỏa diễm thiêu đốt. Thương ra, Giang giật nhướng mày, nghe được có chút khó chịu, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình bản danh, dừng lại âm thanh lạnh lùng nói, về sau gọi Giang ra đi, tất cả đứng lên. Hơn 10 người chỉnh tề đứng dậy, toàn bộ chắp tay hành lễ, quát khẽ nói, vâng, Giang ra. Đi thôi, Giang giật phung tay lên hướng lôi sơn phương hướng bay đi, bên mặt cúi đầu, liếc xéo phía dưới nói, theo ta đi chiếu cố còn lại bá chủ, nếu là không phục, các ngươi theo ta giết chết bọn chúng. Vâng, Giang ra, 17 người lại cùng nhau chắp tay quát lớn, đằng không mà lên đi theo Giang giật hướng lôi sơn bay đi. Đương nhiên mọi người không dám khoảng cách quá gần, rời đi Giang giật có trăm trượng khoảng cách, vạn nhất Giang giật khai chiến phóng thích lôi hỏa, bọn hắn cũng muốn thiêu chết a. À. Trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ hưng phấn, Long gia cùng bá đao trong thành xếp hạng cũng không cao, Long gia xếp hạng thứ 6, bá đao thứ 8, bọn hắn trong thành địa vị cũng không cao. Đi theo Giang Giật, bằng chiến lực của hắn nhất định có thể uy hiếp quần hùng, nói không chừng đợi chút nữa những bá chủ kia không phục, Giang Giật trực tiếp đem tất cả mọi người cho xử lý. Mọi người trùng trùng điệp điệp hướng ra phía ngoài bay đi, chỉ là mười mấy hơi thở thời gian tự bay ra lôi lính. Lôi lính phía dưới tứ đại bá chủ mang theo gần trăm người ngay tại yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn thấy Giang Giật dẫn người ra, đều lộ ra vẻ kiêng rè, vừa rồi lại vang lên mười đạo tiếng kêu thảm thiết, nghe được mọi người hãi hùng khiếp vía. Giờ phút này nhìn thấy giang giật mặt không thay đổi bay tới, đi theo phía sau 17 người cũng một mặt sát khí, tất cả mọi người cảm giác một tôn sát thần chiều bọn hắn bay tới, nhất là giang giật trong con người thỉnh thoảng có lôi quang lấp lánh, nhìn càng thêm khiếp người. chương 681, ta đến dạy ngươi làm người. Giang giật thân thể sừng sững tại lôi lính bên ngoài giữa không trung, kia 15 người thì cách hắn 400 trượng bên ngoài xếp thành một hàng, tựa như 17 cái siêu cấp tay chân, đối đầu phía trước gần trăm cái thiên quân cường giả, lại nửa điểm không yếu thế. Tứ đại bá chủ cũng ở giữa không trung đứng ngạo nghễ, sau lưng gần trăm người xếp thành một hàng, bọn hắn khoảng cách giang giật có khoảng 7, 8 dặm, song phương cứ như vậy đối mắt nhìn nhau, không nói một lời. Tứ đại bá chủ đằng sau hơn 10 dặm liền là lôi sơn, lôi sơn phía trước tụ tập hơn một vạn người, những cái kia đều là hôm nay đến đoạt lôi thạch võ giả, còn có các đại bá chủ điều động dẫn đội thiên quân bọn hắn đều không dám tới gần khẩn trương nhìn chăm chú lên phía đông đại khí cũng không dám phun ra một tia chờ dây lát giang giật mở miệng phá vỡ trong sân bình tĩnh thanh âm của hắn không lớn không nhỏ nhưng lại vang vọng toàn trường thậm chí nơi xa lôi sơn dưới võ giả đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở ta họ giang ngoại hiệu thương lang ta hôm nay đứng tại đây là muốn nói cho đại gia một việc bá đao cùng long ra muốn giết ta nhưng vừa rồi đã bị ta giết, bọn hắn có 10 tên thủ hạ không phục ta, cũng bị ta giết. Những người còn lại đều đã quy phục tại ta, con người của ta không thích gây chuyện, nhưng chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Chư vị hôm nay dẫn người tới này, giống như chỉ là đơn thuần xem náo nhiệt lời nói, các người có thể đi về, quay đầu đến thành nội ta mời mọi người uống rượu. Giống như, là muốn đối phó Giang Mỗ, các người có thể xuất thủ. Giang giật giọng nói chuyện rất lạnh lùng, cũng phi thường không khách khí, thậm chí còn có thể nói được bá đạo. Hắn mỗi một câu nói đều có thể gây nên lôi sơn bên kia võ giả, cùng tứ đại bá chủ thủ hạ một mảnh xôn xao, chờ hắn một chữ cuối cùng nói xong, toàn trường ngược lại quỷ dị đến trở nên yên tĩnh, không khí ngột ngạt tới cực điểm, dương cung bạt kiếm. Tứ đại bá chủ bên trái nhất chính là một cái lão giả, tóc tai bù xù, mặc một thân hắc bào, cái mũi giống như ưng, ngoại hiệu cũng là gọi ưng ra. Bên trái cái thứ hai ngoại hiệu khẩu Phật tâm xa, là một tên mập, so tiền vạn quán béo nhiều, liền là một cái viên thịt. Cái thứ ba thì là một cái hắc khốc trung niên hán tử, ngoại hiệu hắc gia, người cuối cùng tướng mạo có chút xấu, nhìn làm người ta rất không thoải mái, ngoại hiệu hoành ca. Bốn người xưng bá thiên lôi thành thật lâu, dáng dấp đã hơn 10 năm, ngắn cũng có 3 năm năm, trong thành ngoại trừ người của lục gia cùng linh đang tỷ ai dám cho bọn hắn sắc mặt xem. Mà giờ khắc này, giang giật lại cho bọn hắn sắc mặt nhìn. Một tên mau đầu tiểu tử, một cái vừa tới thiên lôi thành mấy tháng kim cương võ giả coi như thực lực có chút quỷ dị sao dám như thế ngông cuồng vẫn là một người khiêu khích bốn vị bá chủ ngay trước nhiều người như vậy trước mặt để bốn người làm sao xuống đài đại nhân vật quan trọng nhất mặt mũi và thanh danh mất mặt cùng danh khí thù hạ cũng sẽ không phục quân tâm tản đội ngũ làm sao mang sở dĩ bốn người liếc nhau một cái cái kia dáng rất xấu vô cùng ngoại hiệu hoành ca bá chủ lạnh giọng nói ra tiểu tử đối mặt các vị tiền bối ngươi chẳng lẽ không hiểu gọi thế nào tôn kính cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi làm như vậy người. Giang giật lông mày nhíu lại, ánh mắt khóa chặt người này, cười lạnh nói, làm sao ngươi muốn dạy ta làm người nếu không chúng ta đi phụ cận luyện một chút. Giang giật nói rất sông, tranh phong tương đối, như một cái tranh dũng hiếu chiến sư tử, giữa sân lúc đầu bầu không khí tựu rất khẩn trương, theo Giang giật vừa nói xong, hoành ca trên thân khí thế khủng bố lập tức đổ xuống mà ra. Trong tay một cái to lớn lang nha bổng cũng xuất hiện, không khí trong sân càng tăng áp lực hơn ước, tùy ý một đốm lửa đều có thể nhóm lửa toàn trường, gây nên kinh thiên đại chiến. Hắc hắc, đúng lúc này, ưng ra đột nhiên cười quỷ dị, để toàn trường bầu không khí có chút đã thả lỏng một chút, hắn tùy ý hướng giang giật chắp tay nói, giang ra, ưng ra ta tuổi đã lớn, đầu não cũng không thế nào dùng tốt, sở dĩ không dậy được giang ra làm người, quay đầu mời ta quát ba ngày hoa tử như thế nào. Giang giật ánh mắt quay tới, trầm tự gật đầu nói, ưng ra muốn uống hoa tử việc này đơn giản, quay đầu mời ngươi uống 10 ngày 10 đêm, chỉ cần ngươi lão thân thể có thể chịu nổi. Ha ha ha, ưng ra cười một tiếng dài nói, cứ như vậy vui sướng quyết định, 10 ngày 10 đêm, các con đi, trở về. Ưng ra dẫn người hướng thiên lôi thành phương hướng bay đi, hắn đột chi lúc nào tới yếu thế, để còn lại tam đại bá chủ đôi mắt lấp lẽ, chần chờ, vị kia vốn là nổi giận hơn xuất thủ hoành ca cũng tỉnh táo lại, sắc mặt thanh bạch chuyển đổi, tựa hồ tại suy nghĩ sâu tốt. Bốn người bọn họ thực lực cũng không tệ, đều có tuyệt kỹ, nhưng bất kỳ một người đều không có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn diệt bá đao cùng long ra giống như bốn người liên thủ có lẽ có cơ hội diệt giang giật nhưng ưng gia đột nhiên thối lui để hoành ca không thể không thận trọng cân nhắc vạn nhất còn lại hai người cũng không xuất thủ hắn một người xác định có thể diệt giang giật không có qua quá lâu khẩu phật tâm xà trên mặt cũng lộ ra nụ cười một tấm mập đến con mắt đều không thấy được sắc mặt như hoa tươi tỏa ra hắn nhếch miệng cười nói giang ra quá không đủ ý tứ mời ưng ra quát hoa tử không mời hổ ca ta đây chính là ngươi không đúng a à. giang giật vừa chắp tay bình tĩnh nói ra hổ ca nể mặt mặt mũi này tự nhiên muốn cho ha ha khẩu phật tâm xà cười to vài tiếng đầy người thịt mỡ loạn chiến vung tay lên nói các huynh đệ trở về quay đầu các loại chờ giang ra mời chúng ta quát hoa tử lại đi một cái hoành ca sắc mặt càng khó coi hơn ánh mắt của hắn hướng hắc khốc hắc ra quét tới cái này hắc ra bình thường lãnh khốc giống một tôn la sát giờ phút này không có khả năng cũng cùng giang giật lui bước a à. kia biết hắc ra tấm kia mặt đen mạnh mẽ gạt ra một lần ý cười chắp tay nói giang ra quay đầu nhớ mời ta lão hắc ta đi trước người khác kính hắn một thước giang giật thường thường đáp lễ một trượng hắn nụ cười chân thành chắp tay nói hắc ra đi thong thả gần trăm người thoáng cái đi hơn phân nửa chỉ còn lại hoành ca hai mươi người cái này hai mươi người toàn bộ tự liên hoành ca tấm kia mặt xấu xí đều hoàn toàn kéo xuống nội tâm chỉ muốn chửi thề chỉ là hắn đã cùng giang giật đòn khiêng lên, giờ phút này ngay trước nhiều như vậy thủ hạ mặt, còn có lôi sơn như vậy hơn một vạn người còn nhìn xem đâu, hắn sao có thể co lại chứng lần này cần là sợ, về sau hắn làm sao trong thành lăn lộn. Động thủ, hắn tự nhận thực lực cùng Long Gia không kém bao nhiêu, giang giật có thể xử lý Long Gia, tự nhiên cũng có thể xử lý hắn, so với người số đối phương cũng có 17 người A. Hoành ca thủ hạ toàn bộ luống cuống, cái này đại chiến cùng một chỗ, nói không chừng bọn hắn đều muốn vẫn lạc. Bọn hắn là hoành ca thủ hạ không sai, nhưng không phải hắn hồn nô, nói trắng ra chỉ là bị ép gia nhập thập đại thế lực mà thôi. Cái này hoành ca tính khí rất thúi, sống chết của hắn mọi người có thể không xen vào. Thế là giữa sân quỷ dị lại trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Rất nhiều ánh mắt đều khóa chặt giang giật cùng hoành ca, chờ đợi bọn hắn cuối cùng quyết định. Giang giật ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hoành ca, chờ chỉ chốc lát gặp hắn còn chưa mở miệng, cũng không ý định động thủ, hơi không kiên nhẫn nói ra ta nói xử quỷ ngươi không phải mới vừa muốn dạy ta làm người tại sao không nói chuyện đi thôi đi lôi lĩnh nội đánh tại ta đây sợ ngươi thủ hạ đều chết hết nói xong giang giật uể oải hướng bên trái lôi lĩnh bay đi ánh mắt liếc xéo hoành ca một mặt khiêu khích hắn thu phục hơn mười tên thiên quân thủ hạ thì đầy mắt đùa cợt còn như hoành ca thủ hạ lại toàn bộ âm thầm kinh hãi không có thực lực tới trang bức kia là giang giật như thế ngông cuồng nói rõ có trăm phần trăm nắm chắc diệt hoành ca Nghe được Giang giật trước mặt mọi người để hắn xử quỷ, hoành ca giận tím mặt, nhưng xem Giang giật thần sắc khí độ, còn có hắn 17 tên thủ hạ ánh mắt, hắn thoáng cái luống cuống. Hắn cùng Giang giật không có tử thù, không đáng liều mạng A, à, giết Giang giật hắn không có nửa điểm chỗ tốt, nếu để cho Giang giật giết. Sở dĩ, hắn cắn Giang hừ lạnh một tiếng nói, hừ hừ, hoành ca hôm nay nhiều chuyện, cũng không cùng ngươi một cái tiểu hoa nhi so đo, quay đầu lại tìm ngươi thanh toán, chúng ta đi. Hoành ca sợ, dưới tay hắn cũng toàn bộ thở dài một hơi, đang chuẩn bị đi theo hoành ca trở về. Giang giật lại đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói, các loại chờ, đã ngươi không dám dạy ta làm người, như vậy ta đến dạy ngươi làm người cho ra quỳ xuống, hôm nay việc này coi như xong, nếu không toàn bộ người. Chết, mươi 682, không tốt gặp nhau, vậy liền không thấy. Giang giật chưa từng là một cái ở không đi gây sự người, cũng không phải một cái thích diếu võ dương oai, trang bức khinh suốt người, hôm nay hắn như thế kiên cường cùng bá khí, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Hắn nếu muốn ở thành nội an nhàn sống sót, nhất định phải uy hiếp quần hùng, nhất định phải trở thành một đại bá chủ. Cái này tội trong đảo cường giả vi tôn, không có bất kỳ cái gì đạo đức luật pháp giảng, người không kiên cường, người khác thường thường liền sẽ cảm thấy người dễ khi dễ, cũng sẽ có người liên tiếp tìm người phiền phức. Sở dĩ hắn giết bá đao cùng long ra, giết long xà bọn người, đồng thời sau khi ra ngoài nói chuyện vô cùng kiên cường, hắn chính là muốn cho toàn thành người xem hắn thực lực, nói cho toàn thành người, chọc hắn hậu quả, hắn muốn lập uy. Sở dĩ, giờ phút này hắn, muốn dạy hoành ca làm người. Hắn hôm nay đánh không phải hoành ca mặt, là sở hữu dám khiêu khích hoặc là hữu tâm khiêu khích hắn người, để bọn hắn xem hắn thực lực cùng thái độ, về sau muốn tìm hắn phiền phức, liền phải ước lượng thoáng cái. Hoành ca nghe được hắn, thân thể run lên, một tấm mặt xấu xí hoàn toàn biến hình, trong con người đều là che lấp chi sắc, như như độc xà nhìn chằm chằm giang giật, một câu không nói, chỉ là xa xa nhìn chầm chầm giang giật, tựa hồ muốn đem hắn ăn sống nước tươi. Giang giật hờ hững nhìn qua hắn, không nói một lời, hoành ca thủ hạ có tức giận không thôi, có trong ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, có cúi đầu xuống trong mắt đều là hoảng sợ, có trong lòng chỉ muốn chửi thề, giang giật đây cũng quá ngang ngược bá đạo A. Trái lại giang giật bên này 17 người, lại toàn bộ đầy mắt cực nóng, bọn hắn trước kia lão đại khi nào nghiêu bức như vậy qua lão đại huy phong, bọn hắn những này làm tiểu đệ cũng đi theo có mặt mũi đầu thoáng cái nhắc đến cao hơn một chút, cõng cũng đứng thẳng lên rất nhiều. Giang giật chờ dây lát, gặp hoành ca còn chưa lên tiếng, nhướng mày, ánh mắt như dao hướng hoành ca thủ hạ quét tới, quát lạnh nói, chuyện hôm nay, chỉ là ta cùng cái này sửa quỷ ân oán, các ngươi không muốn tham gia toàn bộ lui ra phía sau 10 dặm, bằng không đợi sẽ chết cũng đừng trách ta. Nói xong, Giang giật ánh mắt hướng về sau mới nhìn lướt qua, kia 17 tên thủ hạ cùng nhau thân thể run lên, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về sau mới thối lui, Giang giật đây là chuẩn bị khai chiến tiết tấu A, bọn hắn còn không lùi, chờ chết sao. A, à, Giang giật người vừa lui, hoành ca rất nhiều thủ hạ con người co rụt lại, có thậm chí bản năng lui về phía sau mấy mét, nhưng nhìn thấy hoành ca ánh mắt quét qua tới, toàn bộ người lại không dám động. Hoành ca trở thành bá chủ 7 năm, mọi người đối với hắn e ngại đã sớm chôn ở trong khung. Hoành ca ánh mắt lúc này mới lại nhìn về phía Giang giật, khóe miệng giật một cái, lạnh giọng mở miệng nói, Giang ra, làm người hay là lưu một tuyến tốt ngày sau cũng tốt gặp nhau không phải câu nói này hoành ca cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới có thể nói như vậy cũng cho thấy hắn nhận sợ cúi đầu hy vọng giang giật đại nhân đại lượng bất kể hiểm khích lúc trước như vậy bỏ qua giang giật phung tay lên dị thường cường ngạnh nói ra không tốt gặp nhau vậy liền không thấy ngươi cũng không có cơ hội gặp một câu quỳ không quỳ ta chỉ cấp ngươi mười hơi thời gian cân nhắc 10 hơi liền là 10 lần thời gian hô hấp giang giật hạ tối hậu thư nói vừa nói trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, nguyên lực vận chuyển, trường kiếm lập tức hồng quang vạn trược, hai đầu hỏa long chậm rãi lưu chuyển, một bộ tùy thời chuẩn bị công kích bộ dáng. Thân thể của hắn bên ngoài hỏa vân khải hiển hiện, hồng quang càng tăng lên, khí thế kinh thiên, nhìn cùng một tôn vô địch thần đệ. Hắn một tay xách theo hẹp dài hỏa long kiếm, chậm rãi hướng Hoành Ca bay đi, ánh mắt như dao khóa chặt Hoành Ca, trong miệng quát khẽ 10, cửu, 8, thất. Giang ra quá âm, Giang giật 17 tên thủ hạ liếc nhìn nhau, toàn bộ đều âm thầm bội phục, Giang giật tại thực lực tuyệt đối phía dưới, lại vẫn vận dụng mưu kế từng bước một rút ngắn cùng hoành ca khoảng cách, giả bộ phải dùng hỏa long kiếm công kích bộ dáng. Trên thực tế, cho Giang giật sát lại càng gần, chết được càng nhanh, cái này hoành ca căn bản là không có cơ hội phản kích. 6, 5, 4, Giang giật thanh âm tiếp tục vang lên, hỏa long kiếm cũng càng sáng lên, liền chuôi kiếm bên trong hỏa linh châu đều phát sáng lên, nương theo lấy hắn không ngừng tới gần trên người hắn khí thế càng ngày càng mạnh, hoành ca cùng 20 tên thủ hạ sắc mặt cũng càng ngày chênh lệch. Vù vù, đột nhiên, hoành ca có 10 tên thủ hạ toàn bộ hướng về sau mới bay đi, bọn hắn đều bị giang giật hù dọa, đồng thời trong lòng cũng hiển hiện một loại nguy hiểm chí mạng báo động. Cũng cảm giác chậm chậm bay tới không phải một người, mà là một cái hồng hoang hung thú, một cái không thể ngăn cản diệt thế thần thú. Đồng dạng, hoành ca cùng những người còn lại cũng có loại cảm giác này, đằng sau 10 người vừa lui còn lại 10 người cũng luống cuống, ngoại trừ bốn cái hoành ca thủ hạ trung thành nhất bên ngoài còn lại sáu người cũng bằng nhanh nhất tốc độ thối lui bọn hắn đều rất rõ ràng cái này vừa lui ngày sau hoành ca khẳng định hội trả thù nói không chừng còn sẽ có mất mạng có thể nhưng bọn hắn rõ ràng hơn giờ phút này không lùi bọn hắn lập tức liền phải chết 3, 2, giang giật còn tại tới gần khoảng cách song phương đã đạt đến trăm trược nơi xa giang giật thủ hạ xem hoành ca đám người ánh mắt đã cùng người chết không khác hoành ca bốn vị thủ hạ trung thành nhất trong mắt hung quang một thịnh trên thân khí thế dâng lên, sát khí cuồn cuộn, liền chờ hoành ca một câu khai giết. Hoành ca khí tức trên thân cũng hoàn toàn tiết ra ngoài mà ra, trong tay lang nha bổng bên trên hắc quang lập lòe phóng xuất ra khiếp người uy áp, tùy thời có thể phóng thích hắn nhất cường đại công kích, nhưng ở giang giật hô lên một về sau, hoành ca đột nhiên hét lớn một tiếng, chờ chút. Giang giật đứng tại giữa không chung, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, đằng sau 17 người cũng đầy mắt đùa cợt nhìn qua hoành ca mà hoành ca lại giữa không trung chậm rãi khúc hạ hai đầu gối, cúi đầu xoay người xuống dưới, cắn răng nghiến lợi nói ra, giang ra, lão hoành sai, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng, lượn quanh ta một lần. Xoạt, toàn trường giống như chết hiên lặng, lập tức lập tức vỡ tổ, một mảnh xôn xao. Lôi sơn bên kia hơn một vạn người đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái này hoang đường một màn, đường đường thập đại bá chủ một trong hoành ca, lại thật quỳ, ngay trước hơn một vạn người mặt quỳ cường giả đều có ngông nghinh, thiên quân cường giả cận kề cái chết không vì nô. Tỷ như thiên lôi thành thiên quân cường giả, người để bọn hắn thần phục có thể, nhưng người để hắn dâng ra hồn ấn là hồn nô, 10 cái có cửu cái tình nguyện chết. Bá chủ không chỉ có ngông nghinh, tốt hơn mặt mũi, mất mặt còn thế nào lăn lộn sở dĩ hoành ca có thể sợ, nhưng tuyệt đối không thể quỳ, một quỳ hắn triệt để tại thiên lôi thành lăn lộn không được, chỉ ít rất nhiều thủ hạ hội ruồng bỏ, cùng với không phải cùng A à dù sao đều là làm tiểu đệ. Hoành ca cúi đầu, một tấm mặt xấu xí đều là vẻ dữ tợn, trong mắt cũng đều là oán độc cùng bi phẫn. Hắn biết rõ coi như hắn về sau vẫn là bá chủ, tại thiên lôi thành cũng đừng hòng ngẩng đầu làm người. Nhưng hắn rõ ràng hơn, không quỳ cái kia chỉ có chết, vừa rồi linh hồn hắn chỗ sâu không chỉ có vang lên trí mạng báo động, còn vang lên một cái dễ nghe thanh âm, linh đang tỉ truyền âm không quỳ, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tôn nghiêm thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá cao hơn. Không có mạng nhỏ, về sau làm sao báo cừu, làm sao rửa sạch hôm nay giang giật giao phó hắn khuất nhục. Hoành ca từ nhỏ dáng dấp xấu vô cùng, từ nhỏ đều tại ánh mắt khác thường cùng người khác khi nhục chế nhạo hạ lớn lên, sở dĩ hắn rất hiểu ẩn nhẫn, giờ phút này cũng quỷ đến dứt khoát. Ừm, giang giật hài lòng nhẹ gật đầu, lập uy hiệu quả đạt đến, hắn cũng lười động thủ, vung tay lên nói, đã người hiểu được làm người, ta cũng không cùng ngươi so đo, trở về đi. Tạ giang ra, hoành ca sợ đến dứt khoát, lần nữa cúi đầu đứng dậy hướng thành nội bay đi, phía sau hắn bốn người hướng giang giật nhìn một cái, đi theo hoành ca bay đi. Còn kia 16 cái rút đi thiên quân lại không cùng hoành ca đi, ngược lại tại hoành ca sau khi đi, toàn bộ hướng giang giật bay tới, quỳ một gối xuống giữa không trung quát khẽ, giang ra. Giang ra, càng xa xôi lôi sơn bên kia từng mảnh từng mảnh dưới người quỳ, cùng kêu lên bạo hống, hơn một vạn người đại hống, thanh âm chấn thiên động địa, vang vọng khắp nơi, thật lâu không ngừng chương 683, Giang Gia thật là uy phong. Linh đang tỉ, náo nhiệt xem hết, chúng ta là đi gặp gặp Giang Gia, vẫn là trở về a à. Hoành ca trở về, náo nhiệt cũng không được nhìn, tiểu hồng ngửa đầu nhìn qua Linh đang tỉ, Linh đang tỉ khẽ cười một tiếng nói, không thấy, đi thôi, trở về. Linh đang tỉ mang theo tiểu hồng hướng nơi xa bay đi, bên kia Giang giật cũng rất mau dẫn người bay qua lôi sơn. Hắn không có đi quản lôi sơn bên trong quỳ xuống hơn một vạn người, mà là ánh mắt u u nhìn về phía phía tây. Giết bá đao long ra, tại hoành ca cái này lập uy. Hắn trở thành bá chủ con đường vừa mới bắt đầu, có thể hay không chính tại thiên lôi thành đứng vững cước, còn phải xem về thành về sau, xem thiên lôi thành bên trong giao phong. Phải biết còn có bốn vị tối cường bá chủ không có lộ diện, mà lại lục ra có thể hay không duy trì hắn, cũng còn chưa thể biết được. Hoành ca 15 vị thủ hạ muốn theo hắn, giang giật cũng không có ứng khẩu, long ra cùng bá đao bị giết, thủ hạ có thể tiếp thu. Hoành ca còn chưa có chết, như thế tiếp thu bọn hắn nhân mã, có thể hay không qua giới gây nên bá chủ bất mãn, hắn cũng không biết. Sở dĩ hắn còn cần tìm hiểu một chút tình báo, về thành sau nhìn một chút tứ phương phản ứng. Các ngươi tới, hắn dẫn người hướng thiên lôi thành phương hướng bay một khoảng cách, thẳng đến lôi sơn người không nhìn thấy về sau, lúc này mới chỉ vào nguyên bá đao hai tên thủ hạ nói, hai người này là trước hết nhất đầu nhập vào hắn, hắn ấn tượng rất sâu. Hai người một cao một thấp, cao so giang giật còn cao, còn có chút gầy, nhìn giống như cây gậy trúc. Thấp cùng long ra không sai biệt lắm, vẫn là một cái béo tảng, hai người chạm cùng một chỗ càng lộ vẻ buồn cười, hai người nhìn thấy Giang giật chỉ vào bọn hắn lập tức vui mừng, hấp tấp bay tới chắp tay nói, Giang ra. Giang giật trầm tựu nhẹ gật đầu, nói các ngươi tên gọi là gì. Thấp tảng nhếch miệng cười nói, hồi Giang ra, tiểu nhân gọi Nhiêu đăng lên, hắn là ta đường đệ gọi Nhiêu vượng. Ừm, Giang giật con ngươi nhất chuyển nói, về sau hai người các ngươi chính là ta tả hữu hộ pháp, những người còn lại về các ngươi hiệu lệnh tạ giang ra hai người mừng như điên khom người bái tạ những người khác thì mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen tị nhìn qua hai người nhưng không ai dám nói nửa câu ai kêu hai người là trước hết nhất đầu nhập vào giang giật đây này giang giật con ngươi nhất chuyển truyền âm nói như đăng lên a à, hoành ca hơn mười người kia ta là thu hay là không thu ta như thu thành nội còn lại bá chủ sẽ có hay không có ý kiến nói ta qua giới còn có lục gia có thể hay không can thiệp như đăng lên nghĩ nghĩ rất nghiêm túc truyền âm nói, hồi giang ra, lục gia tuyệt đối sẽ không can thiệp, coi như người đem lôi sơn kia hơn một vạn người toàn bộ giết, lục gia cũng sẽ không quản, chỉ cần trong thành bất loạn đến là được. Còn còn lại bá chủ nghĩ như thế nào vậy ta cũng không rõ ràng, bất quá. Giống như bá đao cùng long ra lần trước đi cầu linh đang tỉ xuất thủ đối phó ngươi, linh đang tỉ không để ý đến. Giang giật lông mày nhíu lại, truyền âm nói, linh đang tỉ cẩn thận nói một chút, còn lại bá chủ tình huống cũng nói một chút. Được rồi, như đang lên rất cung kính truyền âm nói, thành nội thập đại bá chủ, Linh đang tỷ xếp hạng thứ nhất, một người có thể lực áp nguyên lai thành nội chín đại bá chủ. Lãnh ra xếp hạng thứ hai, giống như, cùng hoành ca quan hệ không tệ lý ra rất hòa khí, gần như không thế nào đắc tội với người, xếp hạng đệ tứ đông ca thì chưa từng lẫn vào thành nội tranh chấp, chỉ cần không chọc hắn, hoàn toàn có thể coi thường. Còn còn lại ưng ra bọn người giang ra người cũng thấy qua. Lần trước bá đao long ra hoành ca bọn người đi cầu Linh đang tỉ. Nghiêu đăng lên truyền âm nửa nén hương thời gian, đem thành nội tình huống nói một lần, hắn rất thông minh, không dám cho Giang giật quyết định, chỉ là đem tình huống một lần trước thật nói một lần, để Giang giật chính mình định đoạt. Giang giật khẽ vuốt cằm, ánh mắt hướng hoành ca thủ hạ nhìn lại, trầm giọng mở miệng nói, các ngươi đi theo ta trở về đi, về thành sau riêng phần mình về nhà, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Vâng, Giang ra, 15 người cùng kêu lên hét lớn, khóe miệng đều là đắng chát, Giang giật cũng không có đáp ứng nhận lấy bọn hắn bất quá có thể dẫn bọn hắn trở về, bản thân ngay tại cho thấy một loại thái độ. Bọn hắn như là đã chối bỏ hoành ca, tự nhiên không dám tiếp tục đi theo hoành ca, nếu không chết như thế nào cũng không biết, còn như đi theo những người khác ai sẽ nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội hoành ca. Hơn 30 người trùng trùng điệp điệp hướng thành nội bay đi, sau gần nửa canh giờ cửa thành thấy ở xa xa, Giang giật thật xa liền thấy cửa thành có mấy trăm người đang đợi, trong mắt hàn quang lóe lên, như đang lên vội vàng nhỏ giọng giải thích nói, Giang ra, đây đều là bá đao cùng long ra thủ hạ hẳn là tới đón tiếp ngươi nha giang giật sát khí trên người biến mất xuất lĩnh mọi người hướng phía trước bay đi còn không có tới gần cửa thành kia vài trăm người toàn bộ một gối quỳ xuống quát lớn giang ra giang giật nhìn lướt qua không để ý đến ánh mắt nhìn về phía cửa thành lục ra quân sĩ nhìn thấy mấy chục tên quân sĩ đều là một mặt tò mò nhìn hắn tên kia dẫn đội thống lĩnh lại lạnh lùng nhìn hắn mặt không biểu tình giang ra kia là lục nhẫn thống lĩnh như đăng lên truyền âm cho giang giật giới thiệu người này thân phận giang giật coi thường quỳ người dẫn người phi thân xuống dưới thật xa tự hướng lục ra thống lĩnh chắp tay nói thống lĩnh đại nhân tốt giang mỗ hữu lễ ha ha lục nhẫn mặt không thay đổi trên mặt gạt ra mỉm cười khẽ vuốt cằm nói giang ra thật là uy phong quay đầu nhớ mời ta quát hoa tử ha 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 giang giật cười to đi qua rất là khách khí nói ra thống lĩnh đại nhân gấp sát giang mỗ hoa này rượu nha chỉ cần đại nhân có thời gian, thiên thiên đều có thể quát. Tốt, lục nhẫn đối giang giật khiêm tốn cùng tư thái rất hài lòng, gật đầu nói, giang ra về thành trước đi, ta đang lúc giá chị cũng không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Giang giật chắp tay mang theo mọi người đi vào, trong lòng cũng đại định. Người của lục gia truyền lại tới ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần ngươi không nháo sự tình, cho chúng ta lục gia mặt mũi, lục gia chúng ta tự không lẫn vào các ngươi sự tình. Chính thức không tìm phiền phức, còn lại liền là còn lại tứ đại bá chủ, xếp hạng đệ tứ đông ca một mực điệu thấp, chưa từng lẫn vào thành nội tranh chấp, có thể coi thường. Giống như xếp hạng trước ba bá chủ khẳng định địa vị của hắn, không tìm hắn phiền phức, vậy hắn liền có thể trong thành an nhàn ở lại đi. Giang gia, giang gia tốt, tiến thành, gặp được rất nhiều người, đều cung kính hành lễ, giang giật sự tình đã sớm tự bị ưng ra bọn người mang về thủ hạ truyền khắp, mặc kệ giang giật có thể hay không ngồi vững vàng bá chủ chi vị, bọn hắn cũng không dám đắc tội, vị này chính là sát thần A, trong vòng một ngày giết hơn 10 vị thiên quân. Nhiều đăng lên nhiều vượng lưu lại, những người còn lại đều trở về. Đến trong thành quảng trường, Giang giật phung tay lên, mọi người hành lễ cáo lui, Giang giật mang theo nhiều đăng lên nhiều vượng, nhanh chân lưu tinh trở lại chính mình nhà ở. Lần nữa trở lại tiểu viện, Giang giật có loại giật mình như mộng cảm giác. Đêm hôm đó hắn lúc rời đi, hạ quyết tâm quyết tử. Cho là mình rốt cuộc không có cơ hội trở về, không nghĩ tới chỉ là ba tháng, hắn tự Đường Hoàng trở lại thành nội, trở lại tiểu viện của mình. Như Đăng lên đem viện tử vòng bảo hộ mở ra, nhanh chóng quét dọn một phen, hướng Giang Giật chắp tay nói: Giang ra xin mời ngồi. Giang Giật ngồi lên chủ vị. Như Đăng lên ân cần theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra rượu ngon cho Giang Giật rót. Giang Giật không có uống, chỉ là ánh mắt lấp lóe, suy tư một lát, mở miệng hỏi: Như Đăng lên, bước kế tiếp đi như thế nào? Như Đăng minh rõ ràng Giang Giật ý tứ, trên đường đi cũng đang suy nghĩ việc này trả lời, Giang gia, ta đề nghị ngươi đi bái kiến thoáng cái Linh Đang tỷ, chỉ cần Linh Đang tỷ chịu gặp ngươi, sự tình liền dễ nói. Còn có lãnh gia cùng Lý gia vậy cũng tốt nhất đi bái kiến thoáng cái, chỉ cần ba người gật đầu, người bá chủ chi vị tựu vững chắc, đương nhiên. Người của Lục gia cũng muốn chuẩn bị một phen. Tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, Linh Đang tỷ bốn người cũng không có phái người đuổi giết hắn, xem như cho hắn mặt mũi, giờ phút này hắn đi bái kiến thoáng cái tiền bối cũng là nên. Cái kia chưa từng gặp mặt Linh Đang tỷ, nghe nói thực lực có thể đạt tới đến thiên quân cao dai. Hắn làm việc lôi lệ phong hành, thình lình đứng dậy mang theo nghiêu đăng lên nghiêu vượng đi ra phía ngoài. Nào biết vừa mới đi ra ngoài, nơi xa trên đường cái tựu chạy tới một người, ôm quyền quát khẽ nói, giang ra, lãnh ra mời ngươi đi bách hoa lâu một lần. chương 684, không chạy không được a à. Lãnh ngạo thiên, lãnh ra, giang giật trong mắt hàn quang lóe lên, nghiêu đăng lên nói lãnh ra cùng hoành ca quan hệ không tệ, hắn vừa mới về thành, cái này lãnh gia tộc phái người đến đây, không phải là muốn giúp hoành ca tìm lại mặt mũi. Dùng lãnh gia thân phận, bình thường tình huống là giang giật đi bái kiến hắn, giờ phút này lại như hoàng đế triệu kiến thần tử, phái người để hắn đi giống như không phải tìm phiền toái, đánh chết giang giật cũng không tin tưởng. Dẫn đường, có người tìm phiền toái, giang giật không có lý do luống cuống, bằng không hắn người bá chủ này cũng không cần cầm cố, hắn cũng không triệu tập người mang theo nghiêu đăng lên cùng nghiêu vượng hướng trong thành quảng trường đi đến. Thành nội quảng trường vắng ngắt, hôm nay thiên lôi đảo dị biến, hai đại bá chủ bị giết, ai cũng không dám tại trong quảng trường dừng lại thêm. Các loại chờ giang giật tiến vào phủ thành chủ về sau, phát hiện bình thường rất náo nhiệt phủ thành chủ cũng vắng ngắt. Giang ra, mời tới bên này, người dẫn đường khá lịch sự, mang theo giang giật hướng phía bắc lớn nhất một tòa thanh lâu đi ra, giang giật nhanh chân đi vào trong đại sảnh, ánh mắt quét qua, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt quả nhiên là tìm đến sự tình. Trong đại sảnh có rất nhiều mỹ nữ, đều mặc đến cực ít, còn có mấy cái thậm chí đều lộ hàng. Gần trăm cái mỹ nhân đều vây quanh ở hơn 20 người bên người, trong đó bên trái thượng thủ vị một vị lạnh bút trung niên nhân, còn có bên phải thượng thủ vị một vị cười nhẹ nhàng lão giả, cùng lạnh bút trung niên nhân phía dưới hoành ca, ba người mỹ nhân bên người nhiều nhất, cũng nhất chính điểm. Hoành ca trên thân ngồi hai cái mỹ nhân, y phục không ngay ngắn, hoành ca hai tay cũng phân biệt thò vào hai người y phục bên trong, trên dưới tìm kiếm, sau lưng còn có hai cái mỹ nhân giúp hắn xoa nắn lấy cõng ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn giang giật đều là vẻ lo lắng chi sắc hắn phía trên lạnh buốt trung niên nhân cũng mặt không biểu tình thậm chí tại giang giật lúc đi vào đều không nhìn hắn một chút bưng lên một một ly rượu thản nhiên uống vào rượu ngon đối diện lão giả dâu bạc trắng ngược lại là nhìn lại một mặt hòa khí nghiêu đăng lên kịp thời truyền âm nói giang gia bên trái chính là lãnh gia bên phải chính là lý gia không cần nghiêu đăng lên nói giang giật cũng có thể đoán được Hắn đứng tại giữa sân ánh mắt liếc nhìn một vòng, cũng không nói chuyện, trên mặt một mảnh lạnh lẽo chi sắc, nói rõ các ngươi không cho mặt ta, ta cũng không cho các ngươi mặt. Giang ra, mặt mũi tràn đầy ôn hòa lý ra gặp Lãnh gia không nói gì, khẽ mỉm cười nói, "Đã tới, an vị hạ uống một chén đi." Giang giật lại nhìn lướt qua Lãnh gia, gặp hắn không nói chuyện, cười nhạt một tiếng hướng Lý gia chắp tay nói, "Nếu là Lý gia mời ta uống rượu, ta khẳng định cầu còn không được." bất quá hôm nay giống như không phải lý ra sân nhà a đã chủ nhân không chào đón ta kia cáo tử nói đi là đi lý ra cho hắn mặt hắn cho lý ra mặt lãnh gia đã không cho mặt hắn đương nhiên sẽ không khách khí quay người đi ra phía ngoài như đăng lên cùng như vượng cười khổ một tiếng vị gia này tính khí thật đúng là thịnh vượng a liên thành bên trong đệ nhị bá chủ mặt cũng không cho bên trong vô số sắc mặt người cũng thay đổi đang ngồi ngoại trừ hoành ca bốn thủ hạ bên ngoài đều là lãnh gia cùng lý ra thủ hạ giang giật không cho lãnh ra mặt liền là không cho bọn hắn mặt lãnh ra thủ hạ toàn bộ thình lình đứng dậy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ như đây không phải thành nội sợ là đều muốn lấy ra binh khí khai chiến lãnh ra còn tại nhàn nhã uống rượu bất quá tại giang giật đi đến cửa chính lúc đột nhiên mở miệng nói chuyện người trẻ tuổi làm người làm việc không nên quá cường ngạnh quá kiêu căng tại thần tứ bộ lạc cao điệu người thường thường hội tráng nhiên mất sớm giang giật vừa vặn đi tới cửa bước chân hắn ngừng lại cũng không có quay đầu chỉ là bên mặt cười nhạt một cái nói, đa tạ lãnh gia nhắc nhở, bất quá ta chính là tính tình này, không đổi được. Lãnh gia bật cười lớn, ánh mắt lần thứ nhất nhìn về phía giang giật nói, đã tới, tự vào đây ngồi đi, lãnh gia không phải bá đạo ngang ngược người. Hôm nay ta đang cùng Lý gia uống rượu, tiểu hoành trở về, nghe nói cùng ngươi có chút xung đột sở dĩ tìm ngươi tới nói chuyện. Lý gia cũng nói tiếp cười nói, giang gia, cho lão Lý cái mặt mũi tỏa hạ cùng uống chén nước rượu. Ha ha ha, Giang giật cười một tiếng dài, quay người hướng bên trong đi đến, ngữ khi thoáng cái trở nên khách khí, ta mới vừa rồi cùng Nhiêu Đăng lên Nhiêu Vượng nói, đang muốn đi bái kiến Linh Đăng tỷ, lãnh ra cùng Lý ra, vừa vặn lãnh ra cho mời, liền đến kính hai vị một chén. Giang giật trước sau thái độ đại biến, để mọi người rất không thích ứng, không bằng hắn ở bên phải trên bàn vuông bưng một chén rượu lên, đầu tiên là hướng Lý ra nâng chén, về sau mới hướng lãnh ra nâng chén ra hiệu, tất cả mọi người vẫn là có thể nhìn ra bất mãn của hắn. Lý ra nụ cười chân thành đứng lên, lãnh ra cũng rất cho mặt mũi bưng chén rượu lên, ba người uống một hơi cạn sạch. Lãnh ngạo thiên thái độ chuyển biến, Lý ra mở miệng giang giật thuận sườn núi xuống lừa, cái này lãnh ra nếu là thành nội xếp hạng đệ nhị bá chủ, thực lực khẳng định thâm bất khả chắc, nếu không có tất yếu giang giật đương nhiên sẽ không triệt để đắc tội. Đương nhiên, nếu là vừa rồi như vậy, hắn chắc chắn sẽ không nể tình, muốn đánh tựu đánh, ai sợ ai. Có người cho giang giật chống đi một tấm vị trí, ngay tại Lý ra phía dưới, Giang giật thoải mái mang theo nghiêu đăng lên bọn người đi qua, hoành đao lập mã ngồi xuống, bưng rượu lên lại hướng Lý Gia nâng chén nói, Lý Gia, đến, ta lại kính ngươi. Ha ha, Giang giật thái độ, Lý Gia rất là hưởng thụ, hắn uống một chén rượu, lúc này mới cười nói, hậu sinh khảo ý, lãnh gia a, à, chúng ta đều già a, mười mấy tuổi thời điểm chúng ta đang làm gì ta nhớ được khi đó ta còn tại Đông Hoàng Đại Lục, ỉ vào gia tộc uy phong khi hành phách thị, cuối cùng còn bị vũ ra một vị công tử cắt ngang chân, để gia tộc đi theo liên lụy, kém chút cuối cùng cửa nát nhà tan A. Lãnh gia cười nhạt một tiếng, xa xa cùng Lý gia nâng chén nói, Lý gia ngươi còn không phải nằm gai nếm mật 10 năm, cuối cùng đem vũ gia thiếu ra cho chặt thành 18 đoạn giám chặt cửu đế gia tộc công tử, bực này can đảm, ai có thể có. Lý gia bá khí, đến, là Lý gia dũng mãnh nâng chén, cửu đế gia tộc A, đây chính là đông hoàng đại lục cự vô phách, Lý gia quá bá khí. Một đám thủ hạ thiên quân liền vội vàng đứng lên mời rượu, những cái kia gái lầu xanh cũng yêu kiểu cười liên tục, toàn trường bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Lý ra trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ, liên tục khoát tay nói, đều là chuyện cũ năm xưa, nâng cái kia làm gì già, nâng đau đều nâng bất động. Ha ha, cùng lãnh gia so, ta đây coi là không là cái gì. Lãnh ra năm đó thế nhưng là dám mạnh lên kiếm ra tiểu thư mãnh nhân, lên về sau còn tươi sống giết chết, chỉ vì tiểu thư kia đối lãnh ra nhổ một ngụm nước bọt. Oa, wow, toàn trường đều xôi trào, trước kia nhưng từ chưa từng nghe qua hai người nâng chuyện xưa a à. Không nghĩ tới hai người còn có huy hoàng như vậy chuyện cũ, mặc kệ hai người giết, gian chính là không phải vũ gia kiếm ra trực hệ công tử tiểu thư, nhưng can đảm dám đối với cửu đế gia tộc người ra tay, bản thân cái này liền là rất đáng gờm sự tình. Tội đảo cùng Đông Hoàng Đại Lục là đối lập, nhất là cửu đế gia tộc càng là sinh tử cửu gia. Tội trong đảo người cơ hồ là tại Đông Hoàng Đại Lục lăn lộn ngoài đời không nổi, lãnh gia cùng lý gia lại đối hai đại siêu cấp gia tộc tử đệ ra tay, cái này khiến mọi người đi theo hưng phấn phảng phất như là bọn hắn giết cùng gian liên tục nâng chén mông ngửa tiếng vang không ngừng lãnh ra lý gia bá khí vãn bối mời các ngươi giang giật làm sao không biết hai người cái này tương hỗ thổi phồng là đang cho hắn nghe đây là vô hình tại nói cho hắn biết hai người năm đó phong quang thời điểm hắn còn chưa ra đời đâu đối đãi tiền bối muốn khách khí muốn tôn trọng bất quá hắn cũng không để ý chỉ cần lãnh ra cùng lý gia cho hắn mặt mũi Hắn khẳng định hội tôn trọng hai người. Hắn không muốn gây chuyện, chỉ cần có thể an nhàn trong thành ở lại đi, bị điểm khí không có gì lớn. Ha ha, đều là chuyện cũ, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Lãnh ra khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cách không cùng giang giật nâng chén uống gấp đôi, lúc này mới khắp không tận tâm hướng giang giật nhìn thoáng qua nói ra, giang ra giống như mới đến thần tứ bộ lạc không lâu chẳng lẽ cũng là tại đông hoàng đại lục phạm vào đại sự đắc tội siêu cấp gia tộc. Ba ba bá, bá, bá. Một đám người hướng bên này quét tới, có chút hiếu kỳ, giang giật trẻ tuổi như vậy, có thực lực như thế, trên thân còn có trọng bảo, đến cùng có cái gì thân phận. Giang giật cười nhạt một tiếng, cũng khóc không tận tâm nói ra, lãnh ra nói đùa, ta chỉ là một tiểu nhân vật, như thế nào lại phạm đại sự tới này là không đường có thể đi, ta ra kiếm ra vũ ra đổ ra liên thủ truy sát ta, không chạy không được a. À. Toàn trường yên tĩnh im ắng, chương 685, ra cho người cái thuyết pháp. Ta ra, kiếm ra, vũ ra, đồ ra, nếu như nói một cái, có lẽ mọi người không có như vậy chấn kinh, cũng sẽ hoài nghi giang giật nói là cái kia tà ra có phải hay không đông hoàng đại lục tà ra cùng một chỗ nói bốn cái, vậy khẳng định là cửu đế gia tộc không lầm. Vấn đề là có thể sao? Bốn cái siêu cấp gia tộc liên thủ truy sát một người cái này nếu là truyền đi thiên hạ khẳng định chấn động A, người bị đuổi giết cũng sẽ danh mãn thiên hạ. Giang giật mới 20 tuổi không đến, mặt ngoài thực lực còn chỉ có kim cương cảnh có thể đáng bốn cái cự vô phách gia tộc liên thủ truy sát xác định không phải thổi như bức rất nhiều người đáp lại chất vấn thái độ hướng hướng giang dật nhìn lại hoành ca càng là hừ lạnh một tiếng cười nhạo nói khẩu khí thật là lớn a à, xem ra chúng ta giang gia đã từng cũng là danh mãn thiên hạ đại nhân vật tiềm long tại uyên a lý gia trịnh trọng mở miệng nói giang gia người nói thế nhưng là đông hoàng đại lục tà gia kiếm ra vũ gia đổ ra hắc hắc giang dật nhếch miệng cười một tiếng nâng chén nói, chỉ đùa một chút mà thôi, đại gia làm gì nghiêm túc như vậy, uống rượu uống rượu. Suy suy, rất nhiều người phát ra đùa cờ tiếng cười, hoành ca càng làm mắt trợn trắng, lãnh ra cùng lý ra liếc nhau, cũng liên tục cười khổ. Hai người vốn là có chút hoài nghi, dù sao giang giật niên kỳ quá nhỏ cùng thực lực quá thấp, bọn hắn biết rõ cửu đế gia tộc cường đại, đừng nói tứ đại gia tộc liên thủ, coi như tùy ý một cái gia tộc rỗi ra một cái xúc tu, cũng có thể đem giang giật cũng triển thành mảnh vỡ. Lãnh ra nhấp một miếng rượu, ho nhẹ một tiếng, để toàn trường an tĩnh lại, cũng đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới, lúc này mới nói ra, giang ra, nghe nói hôm nay người đem bá đao cùng long ra đều cho làm còn cùng tiểu hoành phát sinh xung đột hắn hơn 10 tên thủ hạ đều cho tiếp thu đi qua nhưng có việc này. Trọng đầu hí đến rồi, giang giật lông mày nhíu lại nở nụ cười, lãnh ra hôm nay đã để hắn tới, vậy khẳng định là muốn cho hoành ca ra mặt, đoán chừng cũng là muốn cho hắn một hạ mã uy, để hắn hiểu được trong thành này, còn chưa tới phiên hắn dầm dĩ trương bạt hổ. Hắn cúi đầu xuống không nói chuyện, nhàn nhạt nhét hít rượu, thẳng đến một chén rượu vào trong bụng về sau, mới ngẩng đầu cười nhạt nói, bá đao cùng long ra muốn giết ta, ta giết bọn hắn, cái này rất bình thường a à, còn như hoành ca cũng là chưa nói tới xung đột, hắn muốn dạy ta làm người, ta trái lại nói cho hắn một chút đạo lý làm người mà thôi, ta cũng không có động thủ, nhiều người nhìn như vậy đâu. Giang giật dừng một chút, ánh mắt quét qua hoành ca nói, Lãnh gia nói ta tiếp thu hoành ca hơn 10 tên thủ hạ việc này từ đó nói lên hoành ca thủ hạ chính mình làm phản rồi, bọn hắn sợ hoành ca trả thù bọn hắn, lúc này mới muốn theo ta. Cái này cùng ta không sao chứ, mà lại, ta còn tại cân nhắc muốn hay không thu bọn hắn đâu. Ầm, um, Hoành ca nghe xong nổi giật, vỗ bàn một cái đứng lên quát, như thế nào cùng ngươi không quan hệ đã ngươi không thu bọn hắn, vì sao dẫn bọn hắn trở về vì sao để bọn hắn chờ mệnh lệnh của ngươi hừ hừ, bên ngoài thế nhưng là truyền ra kia 10 cái tạp toái toàn bộ nói về sau theo ngươi lăn lộn, là ngươi nhân mã, này làm sao giải thích gian ra, thành nội thập đại bá chủ sớm có ước định, thế nhưng là không cho phép đào chân tường, ngươi dạng này là qua giới. Hoành ca giận dữ, toàn trường bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên, những cái kia gái lầu xanh núp ở một bên, thân thể run lẩy bẩy đại khí không dám phun ra. Hoành ca bốn tên thủ hạ đứng lên, nhìn hầm hầm giang giật, lãnh ra một chút thủ hạ đoán chừng quan hệ cùng hoành ca không tệ, nhao nhao đứng dậy vì hắn trợ uy lãnh ra trầm mặc, lý ra thế mà cũng quỷ dị trầm mặc, tựa hồ cũng đang chờ giang giật giải thích. Như đang lên hai người thì khẩn trương lên, hoành ca dám như thế vỗ bàn chừng mắt bão nổi, không cần phải nói đạt được lãnh ra ngầm đồng ý, cái này biểu nhưng thật ra là thay lãnh ra gia phát. Giang giật mặt không đổi sắc, thậm chí tựa như không có nghe được hoành ca gầm thét, hắn nhàn nhã cúi đầu xuống, nắm lên một cái tiểu thú giò, từng ngụm bắt đầu ăn, để hoành ca bọn người một quyền nện ở trong không khí, toàn bộ phiền muộn đến khí huyết. Thương lang, Hoành ca chờ dây lát gặp Giang giật còn coi thường hắn, lập tức thẹn quá hóa giận lần nữa quát khẽ, người hôm nay không cho cái thuyết pháp. Bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, Giang giật đem trong tay giò ném một cái, nện đến rượu trên bàn nước rơi đầy đất, thình lình đứng lên nói gọi, bảo ngươi a, à, ngươi cái này xử quỷ có phải hay không tốt vết sẹo quên đau ngươi muốn thuyết pháp đúng không đến, đến, chúng ta ra khỏi thành đi, ra cho ngươi cái thuyết pháp ra bóp chết ngươi cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Xoạt, toàn trường xôn xao, lãnh gia cùng lý gia thủ hạ mặc dù nghe nói lôi sơn chuyện bên kia nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người ngay trước lãnh gia mặt như này phách lối mấy câu chưa nói xong vừa muốn đi ra gặp khai chiến hôm nay lãnh gia thái độ rất rõ ràng chính là muốn giúp hoành ca ra mặt giang giật như thế làm dáng đây cũng là đang đánh lãnh gia mặt a lập tức rất nhiều trên thân người sát khí tuôn ra ánh mắt đều nhìn về phía lãnh gia chờ đợi hắn định đoạt lãnh gia sắc mặt cũng khó coi cầm trong tay cái chén trùng điệp vừa để xuống nói, đều lăn tăn cái gì không thể thật dễ nói chuyện quy củ còn cần hay không. Câu nói này rất rõ ràng nói là cho Giang giật nghe, cũng cho thấy hắn rất tức giận, Giang giật nếu là còn muốn tiếp tục náo, vậy chỉ có thể cùng hắn vạch mặt. Hừ hừ, Giang giật hướng lãnh ra nhìn thoáng qua, lạnh lùng cười nói, lãnh ra, lý ra, các người cũng nhìn thấy, là ai trước nhau nhau là ai trước không hảo hảo nói chuyện hoành ca thái độ như thế, cái này nói rõ là để cho ta không có cách nào ăn cơm thật ngon a à đã như vậy, cơm này không phục tùng cũng được, cường ngạnh, bá khí, không lui bước. Đây chính là giang giật truyền cho mọi người thái độ, lãnh ra ánh mắt hít lại, nhìn chằm chằm giang giật không nói một lời, lý ra một mực cười tủm tỉm mặt, cũng biến thành mặt không biểu tình. Giang giật hôm nay hoàn toàn chính xác quá mức giới, giáo huấn hoành ca cái này không sai, nhưng thu tay của người ta dưới, đây coi là chuyện gì về sau hắn nếu là tiếp tục giáo dục một chút ưng ra hắc ra bọn người, đem bọn hắn thủ hạ cũng thu, đến lúc đó hắn binh cường mã tráng có phải hay không muốn nhất thống thiên lôi thành a giang giật cũng ít mắt nhìn xem lãnh gia hắn không thèm đếm xỉa tựu không lui bước thế nào hôm nay lãnh gia bầy tràng tử muốn áp hắn toàn thành người đều đang nhìn đâu như hắn bước lui về sau tại thiên lôi thành thời gian khẳng định không tốt lắm đã như vậy không bây giờ trời đem sự tình hoàn toàn giải lãnh gia thực lực sâu xa khó hiểu nhưng hắn có lôi hỏa có hỏa vân khải có độn thiên thần kỹ cuối cùng hưu chết vào tay ai ai cũng không nói chắc được, đánh trước lại nói. Lãnh gia trọn vẹn nhìn Giang giật nửa nén hương thời gian, lúc này mới hít một hơi thật sâu, tận lực đem chính mình thanh âm ép tới ôn hòa ta, nói ra, Giang gia cho lão lãnh một bộ mặt như thế nào sự tình khác liền không nói, tiểu hoành thủ hạ. Người không thể nhận, lãnh gia bước lui, Giang giật lại trầm mặc hắn biết rõ như hôm nay nhà ra lui bước, kia mười mấy người hạ chàng khẳng định rất thảm, hoành ca mất mặt ném về tận nhà, nếu muốn trong thành đứng vững cước, kia chỉ có giết người lập uy. Lãnh gia cũng nói rõ muốn mượn việc này, giết một giết giang giật uy phong, để hắn thành thật một chút, để hắn hiểu được cái này thiên lôi thành là ai thiên hạ. Lui một bước, trời cao biển rộng, giang giật cũng có thể trong thành đứng vững bước chân, lại chậm chậm mưu toan. Bất quá giờ khắc này, giang giật nhớ tới kia 16 song tràn đầy hy vọng con ngươi, nghĩ đến toàn thành người đều đang chăm chú nơi này, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên trở nên kiên nghị, trầm giọng nói ra thật có lỗi, lãnh ra, không phải ta không nể mặt ngươi. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, ngày sau ta tuyệt đối sẽ không đi đào góc tường, nhưng... Chỉ cần tự nguyện cùng ta, ta liền muốn bảo bọc bọn hắn. Làm lão đại, không thể bảo trụ dưới tay mình, vậy cái này lão đại có ý nghĩa gì thủ hạ dựa vào cái gì đi theo ngươi nói phóng cái này, lãnh ra nếu là cũng muốn giáo giang mỗ làm người, ta cũng chỉ đành tiếp lấy. chương 686 Kinh Thiên Đại Chiến Lời nói được rất thấu triệt, toàn trường bầu không khí cũng biến thành dương cung bạt kiếm, lãnh ra mặt lạnh phải cùng khối băng đồng dạng, đôi mắt càng híp mắt gấp mấy phần, giống như nghiêm túc nhìn, có thể thấy rõ ràng hắn trong con ngươi đều là hàn quang cùng sát ý, giang giật triệt để chọc giận tới hắn. Lý ra trong thành là cái người hiền lành, trong lịch sử bá chủ ở giữa có tranh chấp, hắn đều thích làm người trung gian, hòa giải. Nhưng hôm nay hắn không nói một lời, mà lại sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, người hiền lành cũng có chút nổi giận. Giang giật quá không nhìn được sĩ cử, lãnh gia đã rất cho mặt mũi, hắn lại vì 10 cái không thể làm chung thủ hạ, chuẩn bị cùng lãnh gia vạch mặt. Hoành ca khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, hắn nhất vui lòng nhìn thấy kết quả xuất hiện. Giang giật rất ngông cuồng nhưng hắn nói thế nào chỉ có một người, những cái kia vừa thu phục thủ hạ thật dám liều mệnh lãnh ra một tiếng hiệu lệnh phía dưới, đoán chừng toàn bộ người đều đến đứng đấy, như vậy Giang giật một người liền muốn đối đầu mấy chục người. Lãnh ra trong thành xếp hạng thứ hai, cũng không phải là dựa vào khoác lác đứng hàng đi, là dựa vào lần lượt huyết chiến đứng hàng đi. Mười năm trước hoành ca còn không phải bá chủ một trong, hắn nhìn qua lãnh gia xuất thủ, một trường đem một tên khác bá chủ đập thành thịt nát, trận chiến kia sau hoành ca vẫn duy lãnh gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giang giật cho hoành ca cảm giác rất nguy hiểm, nhưng lãnh gia cho hoành ca cảm giác nguy hiểm hơn, một trường kia sợ hãi giờ phút này còn trôn ở trong lòng của hắn, hắn thấy giang giật tuyệt đối không phải lãnh gia đối thủ. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, mặc kệ hai người ai sống ai chết, đối với hoành ca đều là có lợi giang giật chết không cần phải nói lãnh gia chết hoặc là đả thương vậy hắn hoành ca cũng không tính quá mất mặt lãnh gia cũng không là đối thủ cho giang giật quỳ cũng bình thường tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía lãnh gia chờ đợi quyết đoán của hắn lãnh gia cũng không có để đại gia thất vọng hắn đứng dậy cười lạnh nói giang gia đã như vậy có hào hứng như vậy chúng ta tựu ra khỏi thành đùa hai tay tốt giang giật cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu đứng dậy đi ra phía ngoài tại cửa ra vào nghiêng mặt nói ra, Giang mỗ tại ngoài Đông Thành, chờ đợi lãnh ra chỉ cho ta điểm. Xoạt, Giang giật vừa đi ra khỏi đi, toàn trường vỡ tổ, có chửi ầm lên, có đùa cợt cười lạnh, có đập lãnh ra mông ngựa, toàn bộ khí thế hùng hổ đi theo lãnh ra đi ra phía ngoài. Đi, đi xem lãnh ra biểu diễn đi, lý ra tại lãnh ra sau khi đứng dậy, cũng đi theo vung tay lên suốt lĩnh thủ hạ đi quan chiến. Theo mọi người đi ra bên ngoài, trùng trùng điệp điệp nhắm hướng Đông Thành đi đến. Thành nội lập tức một mảnh xôn xao vô số tại bách hoa lâu bên trong ẩn núp thám tử trước tiên đem tin tức mang theo trở về ưng ra hắc ra bọn người lập tức xuất lĩnh mọi người đi theo ra khỏi thành thành nội những cái kia không có đi lôi sơn võ giả đều bạo động biên cuồng hướng ngoài thành dũng mãnh lao tới đi quan sát một hồi đại chiến kinh thiên tiểu thư khai chiến tiểu hồng cũng rất nhanh đến mức đến tin tức trước tiên vọt vào trong sân bẩm báo chỉ là linh đang tỉ nghe được tin tức về sau cũng không có động tiểu hồng gặp này nghi hoặc hỏi tiểu thư lớn như thế chiến người không nhìn tới xem. Có gì đáng xem, Linh đang tỉ cười nhạt một cái nói, đừng hỏi nhiều như vậy, chờ kết quả ra, người liền sẽ rõ ràng. Hiu, 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 cửa thành đông bên ngoài, vô số người bão táp mà đến, tụ liền lục ra đều có rất nhiều người lên trên tường thành quan chiến. Cuộc chiến hôm nay rất có đáng xem, một cái là uy tín lâu năm bá chủ, trong thành hùng bá hơn 10 năm, Linh đang tỉ phía dưới đệ nhất nhân. Một cái là tân duệ bá chủ, nhất nhân chảm giết bá đao long ra hai đại bá chủ, còn có 10 tên thiên quân thủ hạ, càng làm cho hoành ca quỳ xuống, hai cái đều là nhân vật phong vân, giờ phút này muốn phân ra sinh tử, tự nhiên kình bạo. Rất nhanh thành nội có thể ra gần như đều tới, ít nhất có mấy ngàn người, đều đứng tại dưới tường thành, không dám áp sát quá gần, sợ bị công kích dư ba đánh chúng, thịt nát xương tan. Giang giật sừng sướng ở bên trái lôi lĩnh một ngọn núi phía trên, như đang cùng như vượng không dám đi theo, cũng không phải là hai người không đủ trung thành, là Giang Giật không cho hai người xuất chiến. Hai người cũng tinh tường, như Giang Giật phóng thích lôi hỏa, hai người cặn bã cũng sẽ không thừa. Xa xa xa, lãnh ra rốt cục ra khỏi thành, hắn đi rất chậm, tựa hồ đang chờ toàn thành người đến quan chiến sau mới xuất hiện. Phía sau hắn đi theo hoành ca cùng hơn 30 tên thiên quân, ánh mắt xa xa cùng nơi xa sừng sướng tại lôi lĩnh bên trên Giang Giật đối mặt, hắn trầm giọng mở miệng nói, Giang ra, nếu ngươi đổi ý còn kịp, lão lãnh ta xuất thủ bình thường sẽ không hạ thủ lưu tình ha ha ha, Giang giật cười dài, nói, lãnh ra không cần lưu thủ, có thể giết chết Giang mỗ, kia là thực lực của ta không đủ, không lạ người khác. Đương nhiên, Giang mỗ cũng sẽ không lưu thủ, lãnh ra cẩn thận. Ừm ân, ngoài thành quan chiến võ giả, còn có trên tường thành lục gia quân sĩ cũng hơi gật đầu, bất luận kết cục cuối cùng như thế nào, chỉ ít hai người khí độ cũng không tệ, không còn khí gấp bại hoại, cũng không có chửi ầm lên, ngược lại giống như là tại trên lôi đài luận võ. Tốt, lãnh ra bạo giống một tiếng, Thân thể đằng không mà lên, một thân trường bào màu đen phồng lên không ngớt, như một cái diều hâu phóng lên tận trời bắn thẳng đến giang giật mà đi. Trên người hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ vũ khí nào, chỉ là bên ngoài cơ thể ngưng kết ra một cái kim quang lóng lánh thần thuẫn. Thần thuẫn vừa ra, hư không chấn động, khí thế kinh thiên, phương viên chăm dặm liền không khí đều động lại, cực kỳ kinh khủng. Lãnh ra, chúng ta vào lôi lính nội đi đánh, khác đừng thương tới vô tội. Giang giật cũng động, chân sau một điểm hóa thành thần hồng hướng lôi lĩnh nội phóng đi. Lãnh ra đôi mắt lóe lên, thế mà không có lập tức xuất thủ, ngược lại gật đầu nói cũng được, theo ý ngươi lời nói. Hưu, hai thân ảnh hóa thành thần hồng hướng lôi lĩnh nội bay đi, rất nhanh liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người đáng tiếc thở dài, hai người rõ ràng không muốn để cho mọi người thấy tuyệt kỹ của bọn hắn. Đã như vậy, mọi người cũng không tốt tận lực đi lôi lĩnh nội quan chiến. Hắc hắc, ta đi xem một chút, hoành ca trong mắt ngoan sắc lóe lên, lãnh gia cũng không để cho người cùng một chỗ khai chiến vây công giang giật, sở dĩ thủ hạ đều không nhúc nhích. Hoành ca thì lại khác, hắn muốn trộm trộm ẩn núp đi một bên, như có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ đánh lén diệt giang giật. Ừ, như đăng hai huynh đệ biến sắc, thân thể lóe lên liền muốn đi ngăn lại hoành ca, nhưng lãnh gia mười mấy tên thủ hạ cũng động, đều đằng đằng sát khí khóa chặt hai người. Giang giật còn lại thủ hạ mặc dù cũng nghe hỏi ra, nhưng như đăng cùng như vượng bọn người hai người cũng không dám động, bọn hắn khẳng định cũng không dám loạn động, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua hoành ca như một đầu u hồ sông vào lôi lĩnh nội. Hèn hạ vô sỉ, hắc ra lầm bẩm một tiếng, nhưng ai cũng không có lên tiếng ngăn cản hoành ca, giang giật nếu là bị giết, đối với mọi người cũng là chuyện tốt. Bên cạnh khẩu Phật tâm xà tuét ra hắn tràn đầy thịt mỡ miệng rộng, nở nụ cười nói, ha ha, kỳ thật hoành ca có đi hay không đều không trọng yếu. Giang ra lần này treo, không nói cái gì lãnh ra phòng ngựa nghịch thiên, coi như chúng ta mấy người liên thủ công kích đều không phá được phòng ngựa của hắn A. Đúng vậy a à, Lý Gia nhẹ gật đầu, cảm khái nói, lãnh gia 10 năm trước trận chiến kia đại gia còn nhớ chứ hồng giao oanh sát hắn nửa nén hương thời gian, lãnh gia cùng không có chuyện gì người. 10 năm trôi qua, lãnh gia rốt cuộc không có xuất thủ qua, ai biết thực lực của hắn đã tới mức nào. Ưng ừ gia cười lạnh, u u nói ra, không cần đoán, giang gia lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, đại gia chuẩn bị cho lãnh gia khánh công đi. chương 687, Thương lang nhận lấy cái chết. Hưu, lôi lĩnh nội, hai đạo âm thanh ảnh như trường hồng quán nhật một trước một sau bay vụt mà đến, hai người đã tiến vào lôi lĩnh trăm dặm, bốn phía đều có lôi hỏa, nhiệt độ bắt đầu đề cao. Khoảng cách song phương không ngừng bị rút ngắn, theo vừa mới bắt đầu hơn 10 dặm, đến vài dặm, hai người đều không có ý xuất thủ, chỉ là hung hăng cuồng bay. Lãnh ra trên thân tản mát ra vạn trượng kim quang, một thân hắc bào phồng lên không ngớt, trên mặt bên trong đều là lạnh bút chi sắc, nhìn chằm chằm phía trước càng ngày càng gần gian giật, còn người chỗ sâu hiện lên vẻ khác lạ hai người vừa rồi đi ngang qua địa phương có một đoàn lôi hỏa, đều không khác mấy tới gần vài dặm, giang giật mồ hôi nóng đều không chảy một giọt, có thể giết chết bá đạo cùng long ra quả nhiên có chút môn đạo. Phía trước nhiệt độ lần nữa gia tăng, rõ ràng lại có lôi hỏa, mà giang giật đột nhiên chuyển hướng, lại thẳng tắp hướng lôi hỏa phương hướng phóng đi, lãnh ra lông mày nhíu lại, quyết định xuất thủ, hắn quát khẽ một tiếng nói, giang ra, ta xuất thủ, cẩn thận. Ông, lãnh ra đại thủ bên trên sáng lên hắc quang, đột nhiên hướng phía trước đánh ra một trường, một cái trường ấn hư ảnh theo trong lòng bàn tay hắn ly thể mà ra, sau đó một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám. Cuối cùng lại phân ra mấy ngàn trường ấn, theo bốn phương tám hướng hướng giang giật vỗ tới, hắn trường ấn bên trên còn không phải phổ thông hắc quang, trường ấn biên giới có kim quang lưu động. Một trường này đánh ra, bốn phía tầng không gian tầng chấn động, một mảnh trói tai tiếng rít vang lên, cái này nếu là năng lực chịu đựng không mạnh võ giả, nghe được thanh âm này, nhìn thấy cái này bốn phương tám hướng bay tới trưởng ấn đều muốn tươi sống dọa cho chết. Phong hóa nghìn vạn đạo văn không đúng, cái này trưởng ấn bên trong còn có kim quang, khẳng định có kim hệ đạo văn dung hợp, trưởng ấn bên trong còn có hắc quang, hắc quang bên trong có lấy hủy diệt hết thảy khí tức, hẳn là cũng dung hợp hủy diệt đạo văn. Đây chính là cao giai đạo văn huy lực, giang giật âm thầm kinh hãi, đây mới là cường giả chân chính thủ đoạn, bá đao đại địa gào thét mặc dù cũng có thổ hệ đạo văn cùng không gian đạo văn dung hợp, nhưng thanh thế so với một trường này tới nói kém xa phong hóa ngàn vạn ta cũng biết giang giật con người nhất chuyển thân thể một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám đồng thời hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cái này phân thân nghìn vạn đạo văn dựa vào con mắt cùng thần thức là không thể phân chia giang giật chút thực lực ấy khẳng định cũng nhìn không thấu thiên nhân hợp nhất lại khác tiến vào cái này trong trạng thái hắn có thể cảm ứng bốn phía tất cả không gian ba động cũng có thể tại cái này mấy ngàn trưởng ấn bên trong tìm ra chân thân. Vù vù, hắn phân ra hơn 100 phân thân, lên trời xuống đất, từ phía chạy trốn, đồng thời hắn cũng rất mau tìm đến lãnh ra chân chính công kích cái kia trưởng ấn. Hắn bản tôn chân thân trước tiên hướng nghiêng xuống mới bỏ chạy, lặng yên hướng lãnh ra tới gần. Phân thân ngàn vạn tiểu tử này rất thông minh nha, lãnh ra trong mắt dị sắc lóe lên, bất quá khóe miệng lại lộ ra một tia đùa cợt, hắn có thể phân thân mấy ngàn, giang giật mới phân thân hơn 100, không cần phải nói đối với đạo văn này cảm mộ trình độ, giang giật so với hắn tới nói kém đến thực sự quá xa. Hắn nhắm mắt lại, tùy ý cảm ứng thoáng cái, rất nhanh khóa chặt giang giật chân thân. Không bằng hắn lại bất động thanh sắc, khống chế kia mấy ngàn đại thủ trưởng trong hư không bay tới bay lui, đem giang giật phân thân từng cái hủy đi. Năm dặm, ba dặm, hai dặm, giang giật phân thân bị hủy diệt hơn phân nửa, giờ phút này chỉ còn lại không tới hai mươi mấy cái phân thân. Hắn khống chế năm sáu cái phân thân không ngừng hướng lãnh ra phóng đi trong tay hỏa long kiếm xuất hiện năm sáu cái phân thân đồng thời chém ra một kiếm lập tức khắp thiên đều là tiểu hỏa long hắn còn thả ra cửu thiên long viêm để trên bầu trời đều bị hỏa diễm bao phủ không khí kịch liệt tăng nhiệt độ hắn chân thân thì lại lấy tốc độ nhanh nhất hướng lãnh ra phóng đi cùng loại này cấp bậc cường giả giao chiến cửu thiên long viêm cùng hỏa long kiếm nguyên lực công kích căn bản vô hiệu chỉ có dựa vào 36 thanh hồn kiếm hoặc là lôi hỏa mà hai loại công kích đều cần cận thân ha ha lãnh gia đứng ngạo nghễ trời cao một mực không có xuất thủ đem mấy cái này phân thân hủy đi, kỳ thật liền là đang chờ giang giật tới gần. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia đùa cợt, cười nhạt nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, nhận lấy cái chết. Hắn lần nữa đột nhiên đánh ra một trường, lần này trường ấn không có phân thân thiên vạn, mà là trực tiếp hướng giang giật bản tôn bay đi, một trường này đánh ra, bốn phía không gian giống như thủy triều ba động, giang giật hỏa long kiếm nguyên lực công kích trực tiếp bị đánh tan. Tại thời khắc này, Giang giật thân thể cũng không động được, ở trong hư không trên dưới vang dội lăn lột, tự tựa như một phàm nhân rơi vào đại giang bên trong, đối mặt phía trước vò tới ngập trời cự lãng, đừng nói tiến lên, có thể ổn định chính mình thân tử không rơi xuống đã coi như là đáng quý. Cái này trưởng ấn dung hợp không gian đạo văn, so đại địa gào thét còn muốn lợi hại hơn không gian đạo văn. Giang giật nội tâm kinh hãi, không nghĩ tới lãnh gia sớm đã xem thấu hắn chân thân, liền chờ hắn chủ động đưa tới cửa đâu. Khoảng cách còn xa, giờ phút này công kích linh hồn không thể nghi ngờ muốn chết, Giang Giật chỉ có để hỏa vân khải phù bên ngoài thân bên ngoài, đồng thời hỏa linh châu phát sáng lên, từng đoàn từng đoàn lam u u lôi hỏa xuất hiện, bao phủ toàn thân hắn. Hắn đột nhiên hướng phía trước bổ ra mấy kiếm, dung hợp võ khí phóng thích, để hơn 10 vạn đầu hỏa long mang theo đầy trời lôi hỏa hướng lãnh ra phóng đi. A, à, lãnh ra đôi mắt co rụt lại, sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, tại lôi hỏa xuất hiện trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được khác biệt trong đầu của hắn cũng có một loại minh ngộ giang giật đích thật là kim cương cảnh thực lực, hắn có thể diệt sát bá đao cùng long ra, dựa vào liền là lôi hỏa. Kinh khủng nhiệt độ cao sóng nhiệt cuốn tới, lãnh ra thân thể hóa thành diều hâu hướng bên cạnh tránh né mà đi, đồng thời hắn bên ngoài thân món kia hắc bảo sáng lên đạo đạo hắc quang, vô số màu đen phù văn theo bên trong hắc bảo lấp lánh mà ra, đánh vào thần thuẫn bên trong, để nguyên bản liền muốn phá toái thần thuẫn lần nữa kim quang đại thịnh. Đây không phải lôi hỏa, lôi hỏa tuyệt đối không có cao như thế nhiệt độ lãnh ra một bên lui nhanh nội tâm một bên kinh hô lên trên trán mồ hôi lạnh liên tục cảm nhận được nguyên lực như mặt nước trôi qua bên ngoài cơ thể thần thuẫn lúc sáng lúc tối giống như là tùy thời muốn phá toái dáng vẻ hắn dọa đến khóe miệng không ngừng co rúm trong lòng cũng âm thầm may mắn may mắn giang giật cách hắn có chút hai dặm khoảng cách nếu để cho hắn tới gần hắn phòng ngự mặc dù nghịch thiên nhưng có thể hay không chống đỡ được thật đúng là hai chuyện giang giật bên kia cũng không chịu nổi lãnh ra cái kia đại thủ trưởng quá kinh khủng hắn bắn ra hỏa long công kích lần nữa bị đánh tan, tự liền lôi hỏa rất nhiều đều bị chấn khai, may mắn lôi hỏa bên trong hồ quang điện bắn ra, không ngừng tiêu hao đại thủ ấn bên trong năng lượng, để kia đại thủ trưởng trở nên nhỏ mấy phần. Hư không chấn động, hắn thân thể đều đứng không vững, chỉ có thể trơ mắt chờ lấy đại thủ ấn kia đánh tới, hắn trong lúc đó không ngừng bổ ra hỏa long kiếm, để từng đoàn từng đoàn lôi hỏa gào thét mà đi, để lôi hỏa bên trong hồ quang điện bắn vào không có vào đại thủ trưởng bên trong, tiếp tục tiêu hao đại thủ ấn bên trong năng lượng. Oanh, mặc dù như thế, đại thủ trưởng vẫn như cú hung hăng đập vào hắn bên ngoài cơ thể lôi hỏa bên trên, cuối cùng đập vào trên thân thể của hắn. Một tiếng nổ vang, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào một ngọn núi phía trên, đem sơn phong ném ra một cái hố sâu. Phốc, tại ngọn núi phần bụng, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đều là kinh hãi đại thủ trưởng bị lôi hỏa bên trong lôi điện chi lực không ngừng suy yếu, đều biến thành một phần ba đại, hắn còn có ngụy thần khí hỏa vân khải, cuối cùng còn bị đập đến thổ huyết, có thể thấy được cái này lãnh ra lực công kích chi hung tàn. Thiên lôi thành đệ nhị bá chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lãnh ra đến rồi, hắn vừa mới thở hồn hển mấy cái, liền nghe phía ngoài truyền đến một đạo tiếng xé gió, hắn không có chút gì do dự, trong tay hỏa long kiếm phía trước xoắn đi, thân thể lên núi thể một bên khác bắn ra. Oanh, Giang giật vừa mới xông ra ngọn núi bên trong, hư không bên trên một cái đại thủ ấn, đột nhiên lên núi phong vỗ xuống. Trong nháy mắt toàn bộ sơn phong nổ tung, núi đá băng liệt, bụi mù cuồn cuộn, toàn này khoảng chừng mấy trăm trượng sơn phong lại bị lãnh ra một trường sống sờ sờ cho san thành bình địa. Thương lang, nhận lấy cái chết, càng xa xôi lãnh ra chậm chậm bay tới, khí thế kinh thiên, đôi mắt như hồng hoang mãnh thú hung ác, trên thân sáng lên vạn trượng kim quang, như một tôn vô địch ma thần, dọa người tâm hồn chương 688, liều mạng, suy suy, giang giật bên ngoài cơ thể không ngừng toát ra lôi hỏa, cái này thiên lôi đảo lôi hỏa nhiều lắm, hắn căn bản không sợ tiêu hao, coi như một trận chiến này đem hỏa linh châu bên trong lôi hỏa đều tiêu hao hết, hắn cũng ở đây không tiếc. Hắn một bên cấp tốc hướng nơi xa cuồng bay, một bên để thân thể bên ngoài 10 trượng đều bị lôi hỏa bao phủ, đồng thời hắn không ngừng hướng sau lưng bổ ra đạo đạo dung hợp võ kỹ, để lôi hỏa đi theo bay đi. Hắn không dám để cho lãnh ra tới gần, Ai biết hắn còn có cái gì dạng kinh khủng công kích, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đánh đánh lâu dài, hắn căn bản cũng không tin tưởng, lãnh gia có thể tiếp tục chống cự lôi hỏa nhiệt độ cao. Mẹ nó, lãnh gia hoàn toàn chính xác ngăn không được, mặc dù giờ phút này khoảng cách giang giật có ít giảm xa, mặc dù hắn nguyên lực hùng hậu, áo bào bên trong vẫn cất giấu một kiện ngụy thần khí nội giáp, bằng vào trong lúc này giáp hắn có thể làm cho thần thuẫn so cùng cấp bậc thiên quân cường đại mấy lần, nhưng cái này nhiệt độ cao sóng nhiệt quá kinh khủng, hắn nguyên lực như như nước chảy tiêu hao, hắn sợ không cẩn thận thần thuẫn vỡ tan, liền sẽ bị tươi sống cho thiêu chết. Chết, hắn trong con người đều là sát khí, một cái nho nhỏ thiếu niên, một cái kim cương cảnh võ giả lại có được uy hiếp tính mạng hắn thủ đoạn, hắn làm sao không giận hắn đối giang giật trên người bảo vật cũng phá lệ đỏ mắt, kia thân hỏa hồng sắc chiến khải không cần phải nói tuyệt đối là ngụy thần khí, chém giết giang giật đạt được trên người hắn bảo vật, chiến lực của hắn sẽ gấp bội tăng lên. Suy suy, hắn khóa chặt nơi xa chạy trốn giang giật, đột nhiên đánh ra một trường, kia đại thủ trưởng hướng phía trước gào thét mà đi, bốn phía không gian lần nữa chấn động, chấn động đợt giống như thủy triều bao phủ đi, bốn phía không gian đều kịch liệt sóng gió nổi lên, tựa như như sóng to gió lớn hướng giang giật dũng mãnh lao tới. Vù vù, cùng một thời gian, lãnh ra hướng bầu trời phía trên đánh ra một trường, một trường kia rõ ràng dung hợp không gian đạo văn, đánh ra về sau tựu biến mất, một giây sau ra giang giật đỉnh đầu ngàn trược, như thái sơn đè thấp chân áp mà xuống. Lãnh ra đây là muốn tươi sống đập chết ta à? giang giật âm thầm kêu khổ hậu phương không gian ba động đã cuốn tới hắn thân thể lại như rơi vào sóng biển bên trong trên dưới vang dội lăn lộn tốc độ đại giảm kia trên không đại thủ ấn lại gào thét mà đến hắn trốn là trốn không thể tới đi trong tay hắn hỏa long kiếm sáng lên đột nhiên hướng lên trên uổng phí không ngừng bổ ra từng đạo dung hợp võ kỹ để bên ngoài cơ thể lôi hỏa liên tục không ngừng bay đi lãnh ra đại thủ ấn rất bá đạo nhưng chỉ cần đem bàn tay này ấn bên trong năng lượng tiêu hao hết một phần tự tuyệt đối đập không chết hắn. Suy suy, quả nhiên, lôi hỏa bên trong hồ quang điện không ngừng chui ra, bắn vào đại thủ ấn bên trong, đại thủ ấn đều bị điện giật cung vần quanh, bên trong năng lượng kịch liệt bị suy yếu, chờ đập tan giang giật bên người lôi hỏa nện vào trên người hắn lúc, lại thay đổi thành một phần ba lớn nhỏ. Oanh, đại thủ ấn trùng điệp đem giang giật nhập vào phía dưới một ngọn núi bên trong, kia đỉnh núi cự thạch còn bị hủy đi vô số, bụi mù tràn ngập mà lên, giang giật rơi vào địa phương còn có một cái đại thủ ấn, không có vào ngọn núi bên trong, sâu không thấy đáy. Hưu, Giang giật thân ảnh rất nhanh theo giữa sườn núi bên trong phá đất mà lên, tiếp tục hướng nơi xa bay đi, khóe miệng của hắn còn tại chảy xuống tụ huyết, rõ ràng lại bị chấn thương. Nếu không phải hỏa vân khải cùng thân thể của hắn bị khốn long thảo cải tiến, cường đại gấp 10, giờ phút này hắn sợ là đã sớm tan xương nát thịt. Hừ, ta xem ngươi có thể đỡ nổi mấy lần công kích. Lãnh ra lông mày nhíu lại, trong đôi mắt dày đặc khí lạnh, chậm rãi đuổi kịp giang giật, cũng không dám áp sát quá gần. Lại như vừa rồi trước đánh ra một trường chấn động không gian, chờ Giang giật trốn không thoát lúc, hắn phóng thích không gian đại thủ ấn hướng Giang giật trùng điệp vỗ xuống. Dầm dầm dầm, lần lượt công kích, Giang giật lần lượt bị đánh bay xuống dưới, bốn phía sơn phong lần lượt bị đánh cho hoặc là sụp đổ, hoặc là nửa tòa sơn phong nổ tung, hoặc là bị đánh ra từng cái hố sâu. Từng mảnh từng mảnh tiếng nổ vang lên, từng đoàn từng đoàn bụi mù cuồn cuộn trùng thiên, đá vụn đầy trời bắn tung tóe, tràng diện nhiếp nhân tâm phách, chấn động lòng người. Phốc, Giang giật không ngừng thổ huyết, nội tạng lần lượt bị chấn thương, tốc độ của hắn chậm mấy phần, sắc mặt càng ngày càng yếu ớt. Đổi lại là ai liên tục không ngừng bị người kích thương đều sẽ chịu không được, Giang giật hoàn mỹ thể chất tại tự động chữa thương, nếu không giờ phút này đã sớm không chống nổi. Hắn lấy ra một viên liệu thương đan ném vào miệng rộng bên trong, hỗn hợp có huyết thủy nuốt vào, hắn đã ăn mấy viên liệu thương đan, nhưng dược lực căn bản không có phát tán, Coi như phát tán chữa thương cũng muốn thời gian, mà lãnh ra công kích là liên tục không dứt. Không được a à, tiếp tục như vậy ta phi thường bị tươi sống đập chết không thể. Hắn đôi mắt lấp lẽ, một khi hắn thụ thương quá trọng, phản ứng của hắn tốc độ bay đi tốc độ hội càng ngày càng chậm. Xa xa lãnh ra xem tình huống kiên trì một ngày nửa ngày hoàn toàn không là vấn đề, hắn lại nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hơn nửa canh giờ. Liêu mạng, trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, hắn cũng không phải là chuẩn bị đem phượng loan bọn người phóng xuất đối đầu mạnh như thế người dựa vào nhân số là hoàn toàn vô dụng, chỉ có dựa vào chính mình liều mạng. Hắn thân thể đột nhiên như cuồng long ở giữa không trung lộn vòng, hóa thành tàn ảnh hướng lãnh ra phóng đi, trên người lôi hỏa cực lực đổ xuống mà ra, hỏa long kiếm hóa thành vạn đạo hồng quang, đột nhiên hướng lãnh ra vị trí bổ tới. a à, lãnh ra đôi mắt co rụt lại, cảm nhận được bên người nhiệt độ thoáng cái tăng cao mấy lần, hắn vội vàng nhanh chóng lui nhanh, đồng thời hắc bào phồng lên, vô số màu đen phù văn bay ra, bắn vào thần thuẫn bên trong, để thần thuẫn quang mang một thịnh. Chó cùng rứt dậu, hắn thân thể một bên nhanh chóng lui nhanh, một bên bình tĩnh lại, giang giật tốc độ so với hắn chênh lệch quá xa, căn bản không có khả năng tới gần hắn. Hắn đại thủ lại đột nhiên đánh ra một trường, giang giật dám hướng hắn vào tới kia là tự tìm đường chết. Nào biết tại hắn vừa mới đánh ra cái này trường lúc, hư không vừa mới chấn động, giang giật thân thể đột nhiên biến mất giữa không chung. Tại cái này lôi lĩnh nội ai cũng không dám phóng thích thần thức, sở dĩ lãnh ra nháy nháy mắt cho là mình nhìn lầm, chờ hắn hướng bốn phương tám hướng quét tới lúc, lại nhìn thấy hắn bên trái đằng trước chừng một dặm không gian ba động, một đạo bóng người đột một xuất hiện. a, à, lãnh ra bị dọa đến hồn phi phách tán, trước tiên hướng nơi xa cuồng bay mà đi, giang giật vừa xuất hiện sau lôi hỏa cũng trong nháy mắt đổ xuống mà ra, đột nhiên bắn ra mấy kiếm, từng đạo kinh khủng sóng nhiệt bao phủ đi, để không khí bốn phía đều bắt đầu cháy rừng rực. Tiểu tử này còn có thể thuấn di, lãnh ra nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, tốc độ đã đạt đến cực hạn, ngụy thần khí nội giáp bên trong màu đen phù văn niên cuồng hướng thần thuẫn dũng mãnh lao tới, khó khăn lắm ngăn cản sóng nhiệt quét sạch, hắn phía sau lưng bị mồ hôi lạnh tưới nước, giang giật vừa rồi nếu là tại thuấn di lại gần một chút, hắn tự ngỏm củ tỏi. Đương nhiên, kỳ thật vừa rồi hắn là bản năng bị hù dọa, giống như hắn trước tiên kịp phản ứng phóng thích công kích, giang giật đoán chừng thân ảnh còn không có ngưng hiệt, liền đã bị hắn oanh sát. Bất quá ở phụ cận đây không thể phóng thích thần thức, đây là một cái vấn đề lớn, dựa vào con mắt tốc độ phản ứng khẳng định hội chậm hơn một phần. Hưu, Giang giật điên cuồng hướng lãnh ra đuổi theo, trong tay hỏa long kiếm liên tục không ngừng bổ ra, mang đến từng đạo cuồn cuộn sóng nhiệt, để lãnh ra bốn phía nhiệt độ không ngừng tăng cao, thân thể còn không ngừng thuấn di, thoáng cái chợt trái chợt phải, không muốn mạng liều mạng công kích, hoàn toàn bất kể lôi hỏa tiêu hao, cũng không để ý an nguy của mình, chỉ vì để lãnh ra không có cơ hội thở dốc giang giật lôi hỏa đầy trời khắp nơi đều là, lôi hỏa bên trong có hồ quang điện, lãnh ra làm sao dám phóng thích thần thức vạn nhất bị điện giật cung xoắn nát, thần thức bị diệt, linh hồn bị thương, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ chết ở đây. Sở dĩ giang giật không ngừng thuấn di, lãnh ra chỉ có thể dựa vào con mắt bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm hắn thuấn di địa điểm tránh thoát đi. Con mắt đi dò xét so thần thức tranh lệch quá xa, mỗi lần giang giật sau khi xuất hiện, lãnh ra nghĩ công kích đều đã muộn, giang giật hội trước tiên phóng thích lôi hỏa, để nhiệt độ cao quét sạch khắp nơi, hắn nếu không lui thần thuẫn vừa vỡ, chỉ có một con đường chết. Gia còn không tin, hắn lôi hỏa thật vô cùng vô tận. Lãnh gia con người phát lạnh, cũng không muốn biện pháp công kích, toàn lực tránh né, chờ đợi giang giật lôi hỏa tiêu hao hết thời điểm, liền là hắn xuất thủ diệt sát giang giật thời khắc. chương 689, giang gia ta còn không phục. Hiu hiu hiu, lôi lính nội một thân ảnh như u hồ lao nhanh, hắn bôn tẩu lộ tuyến rất quỷ dị, cũng không có phi hành, mà là dọc theo chân núi lặng yên tiến lên, thân thể cũng thoáng cái trốn vào cửa thạch về sau, tốc độ quá nhanh, nếu không nhìn kỹ khẳng định không phát hiện được. Người này dáng dấp hắn xấu vô cùng, chưa bình cái mũi, như trống mắt, miệng còn đặc biệt lớn, trên mặt có mấy đạo răng khắp nơi vết sẹo, mặc dù không phải làm sao rõ ràng, nhưng hắn trên mặt cơ bắp khẽ động, những cái kia vết sẹo đều sẽ đi theo vặn vẹo, nhìn dị thường xấu xí. Ầm ầm, phía trước truyền đến từng đợt tiếng nổ, hoành ca một đôi nhưu trống trong mắt đều là hưng phấn, hắn không có lãnh ra như vậy cường đại lực phòng ngự, cũng không giống giang giật căn bản không sợ hỏa. Hắn chỉ có thể một đường né qua lôi hỏa đến đây, hơn nữa còn không dám quang minh chính đại phi hành, giấu che đại dịch, sở dĩ tại giang giật cùng lãnh ra đại chiến mấy trận hắn mới đã tới phụ cận. Chết, chết, thương lang cầu tạp vái ta nhất định muốn đưa người thiên đao vạn quả. Hoành ca tốc độ như u hồ hướng phía trước chạy đi, mặc dù phía trước nhiệt độ càng ngày càng cao, nhưng hắn đã hoàn toàn không cần thiết, có lãnh ra áp chế, tốt như vậy thời cơ hắn chỉ cần xuất thủ đánh lén, Giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã bị cừu hận che đậy con mắt, Giang giật làm nhục hắn không sao, còn thu hắn hơn 10 tên thủ hạ, khẩu khí này hắn là tuyệt đối nuốt không trôi, sở dĩ hắn thỉnh cầu lãnh ra ra mặt, giúp hắn lấy lại danh dự. Lãnh ra xuất thủ, như thế cơ hội trời cho hắn không có khả năng bỏ lỡ, sở dĩ hắn không cần mặt mũi theo vào lôi lĩnh đến, chỉ vì chém giết Giang giật, báo thù rửa hận, rửa sạch Giang giật cho hắn sỉ nhục. Dầm dầm dầm, Phía trước tiếng oanh minh càng ngày càng gần, hoành ca nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, hắn cũng không dám dùng thần thức đi dò xét, chỉ có thể bốn phía lướt nhìn, lần theo thanh âm đuổi theo. a à, đột nhiên, hắn phát hiện phía trước tiếng nổ ngừng lại, hắn trong con người hiện lên một đạo vẻ mừng như điên, chẳng lẽ. Giang giật đã bị lãnh ra giết, chỉ là không chờ hắn nụ cười trên mặt triển khai, nơi xa một thân ảnh tự hướng bên này bay xéo mà đến, theo sát phía sau là đầy trời hỏa long, còn có một cái không ngừng giữa không chung lấp lóe thân ảnh cái này cái này cái này sao có thể hắn tập trung nhìn vào phát hiện phía trước trốn như điên mà đến đúng là lãnh gia mà ở phía sau không ngừng truy sát thuấn di mà đến lại là giang giật xem lãnh gia thần sắc cùng làm dáng còn giống như dị thường chật vật tóc áo bào đều bị mồ hôi làm ướt không đúng hắn giật mình tỉnh lại bởi vì theo nơi xa hai người tới gần bốn phía nhiệt độ dùng tốc độ khủng khiếp gia tăng giang giật bổ ra hỏa long bên trong lấp lánh lam quang đúng là từng đạo lôi hỏa trốn hoành ca hù đến kém chút hồn phi phách tán cái gì đều không nghĩ báo thù gì gì đó cũng không tiếp tục nghĩ đến giờ phút này liền muốn trốn được xa xa trốn về thiên lôi thành chạy ra thiên lôi đảo hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp giang giật chỉ cần có thể cho hắn đào tẩu hắn thậm chí có thể không báo thù đáng tiếc hắn tốc độ phản ứng quá chậm mà lại hắn cố tính tư duy không dám thẳng tắp hướng phía trước bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu mà là lặng yên ở phía dưới lén lén lút lút chạy đi sở dĩ tốc độ chậm một tia lại thêm kia sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến hắn không thể không triệu tập đại lượng nguyên lực quán chú vào thần thuẫn bên trong sóng nhiệt cũng có thể thẩm thấu thần thuẫn bên trong để hắn toàn thân phát nhiệt tay chân bất lực sở dĩ tốc độ tự nhiên là chậm nữa một phần chờ hắn tỉnh ngộ lại đằng không mà lên thẳng tắp cuồng bay thời điểm cách đó không xa giang giật đã phát hiện hắn giang giật thân thể vào thời khắc ấy biến mất tại nguyên chỗ một giây sau ra hoành ca sau lưng một dặm giữa không trung hắn lôi hỏa phóng thích mà ra trong tay hỏa long kiếm đột nhiên hướng phía trước bổ tới, từng đạo lôi hỏa bị tiểu hỏa long mang theo gào thét mà đi. Cảm nhận được hậu phương không gian ba động, hoành ca đột nhiên vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy giang giật thân ảnh ngưng tụ ở hậu phương, hắn lập tức tuyệt vọng chu lớn, không. Ngươi không thể giết ta, đừng giết ta, giang ra, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý làm cho ngươi bất cứ chuyện gì. Giang giật lạnh lùng nhìn chằm chằm hoành ca, hờ hững quát khẽ nói, không cần, người như ngươi, cho ta làm chó giữ nhà, ta đều cảm thấy buồn nôn, chết. Suy suy, hỏa long gào thét mà đi, hoành ca thần thuẫn trong nháy mắt bị phá, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc cháy lên. Hoành ca cũng thay đổi thành một hỏa nhân, hắn không ngừng trên không trung dẫy ruộng, không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thanh âm rất là bén nhọn, vang vọng khắp nơi. Tiểu hoành, hướng bên cạnh bay xéo mà đi lãnh ra, đột nhiên phát hiện giang giật không có đuổi theo, mà bên này truyền đến một đạo kêu thảm, sắc mặt hắn đại biến, trong mắt nổ khí càng tăng lên, cái này hô hoán thê thảm như thế, không cần phải nói Hoành Ca bị đốt sống chết tươi. A, à, nơi này cách Ly Thiên Lôi Thành có 40, 50 dặm, nhưng Hoành Ca thực lực như thế, trước khi chết chu lên cơ hồ là dùng hết khí lực của toàn thân hết ra, sở dĩ bên kia cũng có thể ngầm trộm nghe đến. Bình thường người nghe không ở là ai thanh âm, chỉ có lý ra ưng ra các loại chờ, một đám thiên quân cường giả đã hiểu, mọi người liếc nhau, sắc mặt cũng thay đổi hoành ca chết, lãnh ra cùng giang giật ngay tại đại chiến, hoành ca lặng lẽ đi đánh lén, lại bị giết giang giật có thể tại lãnh ra lực áp phía dưới còn có thể giết chết hoành ca. Mọi người mới vừa rồi không có một người nhìn kỹ giang giật, nhưng giờ phút này đều kinh nghi bất định. Đương nhiên không có người hoài nghi lãnh ra thất bại, chỉ là đối giang giật đánh giá lại cao mấy phần. Giang ra quá uy vũ, như đăng bọn người trong con người đều là cực nóng, bọn hắn cũng nghe ra là hoành ca tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ người đều yên lặng cầu nguyện, hy vọng Giang Giật có thể còn sống sót, chỉ cần một trận chiến này Giang Giật còn sống, bọn hắn về sau trong thành địa vị liền sẽ đề cao rất nhiều. Nhất là Giang Giật câu nói kia, làm lão đại, không thể bảo trụ dưới tay mình, vậy cái này lão đại có ý nghĩa gì thủ hạ dựa vào cái gì đi theo ngươi càng làm cho mọi người kiên định theo hắn quyết tâm. Suy suy, lôi lính nội chiến hỏa vẫn tại thiêu đốt, Giang Giật diệt sát hoành ca, tiếp tục biên cuồng hướng lãnh gia thuấn gì mà đi. Liên hoành ca không gian giới chỉ đều không có đi cầm hắn biết rõ hắn không thể dừng lại cùng lui lại chỉ có không ngừng công kích mới là tốt nhất phòng ngự còn như hỏa linh châu bên trong còn có bao nhiêu lôi hỏa hắn đã không đi quản đánh đến một khắc cuối cùng lại nói lãnh gia vốn định tới xem một chút hoành ca đến cùng chết không nhưng ở không trung dừng một chút giang giật lại đuổi tới điên cuồng thuấn di rút ngắn khoảng cách lãnh gia chỉ có thể nổi giận mắng liệt hai câu tiếp tục lui lại một nén nhang hai nén hương nửa canh giờ giang giật còn tại công kích không muốn mạng công kích hắn lôi hỏa tựa hồ vô cùng vô tận không có một lát ngừng hắn thân thể như u linh tại lãnh ra sau lưng tả hữu trên dưới thuấn di lãnh ra bắt hắn căn bản không có cách nào hắn cũng không dám công kích bởi vì nguyên lực tiêu hao quá lợi hại tốc độ của hắn còn thả chậm một tia nếu không một cái không tốt thần thuẫn bị phá hắn liền phải xong đời tiểu tử này lôi hỏa chẳng lẽ là vô cùng vô tận hay là hắn đó căn bản không phải lôi hỏa mà là hỏa hệ đạo văn hắn cảm ngộ hỏa hệ cao cấp đạo văn, chỉ là nguyên lực còn không có tu luyện ra. Lãnh ra nghĩ đến một cái khả năng, toàn thân lông tơ đều dựng ngược, như giang giật lôi hỏa thật vô cùng vô tận, tiếp tục nữa hắn sợ là không kiên trì được một hai canh giờ, giống như nhất thời không cha thần thuẫn bị phá, vậy liền. Giang giật không nói một lời đuổi đánh tới cùng, lần nữa qua thời gian một nén nhang, lãnh ra trên mặt lộ ra một tia kiên định, đột nhiên cao giọng hét lớn, giang ra, dừng tay đi. Tiểu hoành đã chết, ta cũng không đáng vì hắn ra mặt, cuộc chiến hôm nay coi như ngang tay, ngày sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào. Lãnh ra cầu hòa, giang giật khẽ giật mình, lập tức công kích lại là càng thêm hung mãnh mấy phần, hắn trong con ngươi lôi quang lấp lánh, trên thân đều là hãi nhiên khí tức, quát lạnh nói, lãnh ra, đã muốn đánh tự phân ra cái thắng bại, không nói ngươi chết ta vong, ít nhất phải một phương chịu phục nhận thua đi lãnh ra công kích cùng phòng ngự rất biến thái, nhưng, giang ra ta còn không phục, chương 690, to hơn một tí, ta nghe không được, Nghi đêm thừa dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Theo lý thuyết lãnh gia có thể cầu hòa, giang giật hẳn là thuận sườn núi xuống lừa. Có thể cùng thành nội đệ nhị cường giả bất phân thắng bại, cái này truyền đi trong thành cũng có thể gây nên một mảnh ồn ào, rốt cuộc không ai tìm hắn để gây sự. Nhưng giang giật giờ khắc này, lại vẫn cứ không có thấy tốt thì lấy. Hắn dạng này là làm nhưng thật ra là có nguyên nhân, mới vừa rồi bị lãnh gia đánh cho vô số lần thổ huyết, nội tâm của hắn kìm nén hỏa đâu. Lãnh gia là người thế nào thành nội đệ nhị bá chủ, tại thiên lôi thành xương vương xương bá hơn 10 năm, nhân vật bậc này hội xem thường cầu hòa điều này nói rõ lãnh gia muốn không chống nổi, lãnh gia sợ chết. Đã như vậy, hắn vì sao không triệt để để lãnh gia nhận sợ vì sao không triệt để đem lãnh gia phách lối khí diễm đánh xuống tại cái này tội đảo cũng không có đạo đức tình nghĩa có thể giảng, nơi này thờ phụng chính là luật rừng, là cường giả vi tôn, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể uy hiếp quần hùng, có như thế cơ hội tốt, giang giật như thế nào lại từ bỏ đương nhiên giang giật nói chuyện cũng rất có nghệ thuật cũng không có nói muốn phân ra một cái sinh tử chỉ là muốn phân ra thắng thua dạng này là cho lãnh gia bậc thang hạ nếu muốn thật phân ra một cái sinh tử lãnh gia khẳng định sẽ liều mạng đến lúc đó ai sống ai chết cũng khó nói lãnh gia nghe được giang giật sắc mặt trầm xuống nội tâm giận không thể nghỉ nhưng giang giật công kích lực độ thoáng cái biến lớn bốn phía nhiệt độ đột nhiên tăng lên mấy phần hắn chỉ có trong sự một ngạt tâm gầm thét nhanh chóng tránh né đồng thời liều mạng quán chú nguyên lực để ngụy thần khí nội giáp bắn ra vô số phù văn tránh cho thần thuẫn bị phá vù vù giang giật cũng không nói thêm gì nữa tốc độ nhanh hơn mấy phần công kích cũng không cần mệnh điên cuồng ném ra hỏa linh châu bên trong lôi hỏa nhanh chóng tuôn ra tại dung hợp võ kỹ dẫn dắt phía dưới hướng lãnh ra bên người vào tới lãnh ra kêu khổ liên tục lại lui liền dựa vào gần thiên lôi thành hắn như thế bộ dáng bị những cái kia người xem võ giả cùng bá chủ nhìn thấy khẳng định hội càng mất mặt đến lúc đó giống như không chống nổi, là liều mạng vẫn là cầu xin tha thứ. Liều mạng, lãnh gia có 60% chắc chắn chém giết giang giật, nhưng một khi liều mạng hắn rất có thể thần thuẫn hội phá mất, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, trước mặt mọi người cầu xin tha thứ hắn lãnh gia gánh không nổi cái mặt này. Hắn con người nhất chuyển, nhìn giang giật như một người điên lướt đến, công kích liên tục không ngừng, không có một lát không ngừng nghỉ, cắn răng một cái nói ra, tốt ha, à, giang ra, dừng tay đi. Lần này lão lãnh nhận thua, ta thua. Giang giật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, lãnh ra nhận thua nằm trong dự liệu của hắn, hắn đã có tâm cầu hòa, kia nhận thua cũng không có gì lớn. Nhưng hắn vẫn là không ngừng tay, tiếp tục bổ ra mấy kiếm giống to, lãnh ra, người nói cái gì sao to hơn một tí, ta nghe không được. Giang giật tiếng giống phi thường lớn, vận dụng nguyên lực quán chú, cửa thành người bên kia toàn bộ đều nghe được, hắn ý tứ rất rõ ràng, muốn nhận thua có thể, nhất định phải để tất cả mọi người nghe được. Ngươi, lãnh ra tức giận đến toàn thân phát run, một cái lão huyết kém chút phun ra, nhưng giang giật không ngừng thuấn di tới, hắn hoặc là tiếp tục hướng thành trì phương hướng thối lui, hoặc là chỉ có thể theo giang giật ý tứ đủ. Trong mắt của hắn đều muốn phun lửa, cắn răng nghiến lợi bạo hống, giang ra chiến lược thông thiên, lãnh mỗ cam bái hạ phong. Lần này lãnh ra thanh âm rất lớn, nhưng hắn vẫn là khống chế mấy phần, sở dĩ ngoài thành những cái kia người vây xem chỉ là mơ hồ nghe được lãnh ra đang nói chuyện, chỉ có thiên quân võ giả toàn bộ nghe được rõ ràng, lý ra bọn người toàn bộ biến sắc, khóe miệng đều là đắng chát. Lãnh gia bại, vẫn là bị bại cực thảm, bị buộc lấy trước mặt mọi người nhận thua còn không thảm sao. Ưng ra khóe miệng co có quắp động, khẩu Phật tâm xà không cười được, hắc ra khuôn mặt càng đen hơn, như đang nghiêu vượng bọn người toàn bộ nhếch miệng cười to, nội tâm sảng khoái, ánh mắt hướng lãnh gia bọn người thủ hạ nhìn lại đều là vẻ khinh miệt, giờ khác này mọi người xương sống đều ngừng thẳng mấy phần. Ha ha ha, lãnh gia nói đùa, rõ ràng là lãnh gia để cho ta đâu, ta vừa rồi nhiều lần thế nhưng là kém chút bị lãnh ra giết, lãnh ra thủ hạ lưu tình thôi, tốt. Một trận chiến này tính toán ngang tay đi, Giang giật tiếng giống to từ đằng xa truyền đến, lý ra bọn người con mắt lại là nhíu lại, ám đạo tiểu tử này cuồng về cuồng, vẫn còn tính toán biết làm người, chỉ ít cho lãnh ra bậc thang hạ. Ha ha ha, lãnh ra tiếng cười cũng truyền tới, ra, ra, hậu sinh khảo ý a. À. Giang ra, như tiếp qua mấy năm, lão lãnh khẳng định không ra trăm chiêu liền bị ngươi giết chết anh hùng suốt thiếu niên, giang ra tiền đồ bất khả hạn lượng A. hưu hai thân ảnh một trước một sau theo lôi lĩnh bên kia bay vụt mà đến, lãnh ra lúc đầu rất là chật vật, giờ phút này lại nhìn không ra cái gì, biểu lộ rất là thong rong, trên thân cũng không có mồ hôi lạnh. Trái lại giang giật bởi vì hỏa vân khải ẩn vào thể nội, một bộ thanh bào bên trên đều là tiên huyết, sở dĩ nhìn có chút thê thảm. Vừa rồi những cái kia phổ thông võ giả cũng không nghe thấy lãnh gia nhận thua lời nói, sở dĩ theo bọn hắn nghĩ là lãnh gia chiếm cứ thượng phong, nhưng hai người là đánh ngang tay. Mặc dù là ngang tay, mọi người nhìn về phía giang giật ánh mắt cũng đều là e ngại cùng cuồng nhiệt, mười mấy tuổi niên kỳ có thể cùng thành nội đệ nhị bá chủ lãnh gia bất phân thắng bại, cái này chiến lược quá nghịch thiên. Lãnh gia, giang gia, những cái kia cấp thấp võ giả nhau nhau ôm quyền không người hành lễ, như đang mấy người cũng cùng nhau ôm quyền quát khẽ, trong thanh âm đều là sùng kính cùng cuồng nhiệt. Giang giật thật xa cười nói, thống khoái, thật sự là thống khoái, hôm nay cùng lãnh ra đại chiến một trận được lợi rất nhiều, như đăng ban đêm đi bách hoa lâu an bài một chút, bày rượu cảm tạ lãnh ra chỉ điểm, lý ra ưng ra hổ ca hắc ra cũng xin các ngươi đến dự A. Lãnh ra khóe miệng giật một cái, nội tâm cảm giác biệt khuất vô cùng, nhưng giang giật cho hắn bậc thang dưới, hắn làm sao có thể không dưới chỉ có thể giả bộ cười to nói, giang ra gia khách khí, ban đêm lão lãnh nhất định trình diện. Lý ra ngược lại là cười đến rất chân thành, chắp tay nói, giang ra gia hiếu tình, dám không theo khẩu phật tâm xà hổ ca cũng đầy mặt chân thành nụ cười liên tục thở dài nói giang ra mời khách là chúng ta vinh hạnh a à. ưng ra cái thứ ba mở miệng giang ra mời khách ai dám không đi cái kia chính là cùng ta diều hâu đối nghịch hắc ra lại cười chỉ là mặt của hắn quá đen cười lên có chút kinh khủng hắn chắp tay ôm quyền nói đa tạ giang ra ha 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 giang giật phung tay lên nói kia giang mỗ đi về trước bị lãnh ra đập mấy trường ta còn ẩn ẩn làm đau đâu của ta trở về trước chữa thương trừ vị ban đêm gặp Giang ra đi thong thả, mọi người chắp tay đưa mắt nhìn Giang giật rời đi, chờ hắn mang theo nghiêu đăng bọn người vào thành về sau, ngoài thành một chút thuộc về lãnh gia lý gia nhất hệ võ giả, đều cùng nhau vì tới cho lãnh gia chắp tay vuốt mông ngựa nói. Chúc mừng lãnh gia, chúc mừng lãnh gia, lãnh gia chiến lược thông thiên, đánh đầu thắng đó. Đúng đấy, lãnh gia khẳng định để tiểu tử kia, nếu không làm sao lại là ngang tay lãnh gia thực lực, một chiêu liền có thể chụp chết hắn. Hừ hừ, không cần một chiêu, nửa chiêu là đủ rồi. Lãnh ra giờ phút này nội tâm đều là biệt khuất cùng tức giận, nghe xong mông ngựa âm thanh cảm giác giống như là tại vô hình đánh hắn mặt, lập tức giận không thể nghỉ quát lớn, cút. Những cái kia vuốt mông ngựa đập vào đùi ngựa bên trên người toàn bộ con ngươi co rụt lại, cũng không biết lãnh ra phát cái gì hỏa, chỉ có thể sám xịt hướng thành nội đi đến. Lý ra cùng lãnh ra quan hệ không tệ, hắn trao mày, tràn đầy nghi ngờ hướng thành nội nhìn một cái, lần này truyền âm nói, lãnh ra, người tại sao thua? Tại sao thua? Lãnh ra vuốt vuốt mặt cười khổ một tiếng, nhổ một ngụm nước bọt nói, ta đến còn không có nghĩ rõ ràng, ta mẹ nó là thế nào thua. chương 691, ai dám đùa bỡn ngươi. Lãnh ra thua kỳ thật rất oan, giống như theo song phương so sánh thực lực, muốn nhận thua cũng là giang giật, nhiều nhất là song phương ngang tay. Bởi vì giang giật giết không được lãnh ra, lãnh ra lại có cơ hội giết chết giang giật. Đơn giản nhất một điểm, giang giật tốc độ tương đối lãnh ra tới nói quá chậm. Nếu là giang giật không có lôi hỏa, có thể làm cho lãnh gia đơn giản đến gần lời nói, cái này chiến không cần đánh, lãnh gia nhẹ nhóm có thể bóp chết hắn. Chính là bởi vì lôi hỏa quá bá đạo, vẫn là tế luyện sau lôi hỏa, lãnh gia đối lôi hỏa lòng có e ngại, thời khắc đề phòng thần thuẫn bị phá, hắn bị đốt sống chết tươi, lúc này mới sợ đầu sợ đuôi. Như hắn hung ác quyết tâm liều mạng, giang giật đã sớm chết. Hai quân giao chiến, tại song phương thực lực tranh lệch cũng không lớn lúc, sĩ khí trọng yếu nhất. Tỷ như một thiếu niên cùng một thanh niên ẩu đả, thanh niên khí lực lớn một chút, nhưng thiếu niên lại dám liều mệnh, không muốn mạng đánh, coi như thanh niên khí lực so thiếu niên đại, cuối cùng thắng khẳng định là thiếu niên. Sở dĩ, thẳng đến đại chiến kết thúc, lãnh gia còn chưa hiểu hắn là thế nào thua, làm sao bắt đầu rõ ràng hắn chiếm cứ thượng phong, đằng sau lại bị giang giật đè lên đánh cuối cùng lại thế nào mơ mơ hồ hồ nhận thua. Bất kể như thế nào, thắng thì thắng, thua thì thua, đi qua một trận chiến này giang giật thực lực đã bị toàn thành người tán thành, hoành ca còn chết rồi, về sau ngoại trừ linh đang tỉ ai còn dám vuốt giang giật dâu hùm tin tức truyền ra thành nội cùng ngoài thành rất nhiều thực lực không tệ thiên quân đều âm thầm hưng phấn lên chết ba cái bá chủ giang giật thượng vị một cái còn lại hai cái ai nếu có thể đem nắm chặt cơ hội đem có thể thượng vị a thành nội sóng ngầm phun trào giang giật cái gì đều mặc kệ mang theo mọi người trực tiếp vào thành trở về bản thân tiểu viện hắn tại cửa ra vào hướng như đăng bọn người phất phất tay nói toàn bộ trở về đi nhiều đăng đem sự tình an bài một chút, mặt khác nói cho kia 16 người, về sau cùng ta. Thật sự là hắn thụ thương, cần hào hảo chữa thương, hôm nay đấu mấy trận, tại xác định thắng lợi sau hắn cũng mệt mỏi, nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút, không muốn bị người quấy dày. Giang gia nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ an bài tốt, chờ vào đêm sau ta đến mời Giang gia dự tiệc. Nhiều đăng rất hiểu chuyện, nụ cười cũng không còn nịnh nọt, ngược lại có loại người một nhà thân cận. Ừm, Giang giật vỗ vỗ Nhiều đăng bả vai, Mở ra cửa sân đi vào. Như đăng an bài hai người giữ vững ngoài viện dẫn người rời đi, một là đi tiếp thu bá đao cùng long ra người, còn có tiếp thu hoành ca 16 tên thủ hạ, yên ổn quân tâm thuận tiện an bài yến hội buổi tối. Hô hô, Giang giật đi vào viện tử, quan bế cửa sân, thẳng tắp như tùng cõng thoáng cái cong xuống tới, đặt mông ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay phát sinh sự tình rất rất nhiều, hắn giết người không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là thiên quân tùy ý kéo một cái đi thiên tinh đại lục đều có thể đổ toàn bộ đại lục cường giả có thể giết nhiều như vậy như bức cường giả có thể làm cho lãnh gia nhận thua trong lòng của hắn cũng không có nửa điểm mừng thầm giờ phút này ngược lại không hiểu có loại cảm giác sợ hãi nếu là hôm nay hắn bất kỳ một cuộc chiến đấu nào thua hắn sẽ vạn kiếp bất phục giang tiểu nô phượng loan kết quả của các nàng khẳng định cũng là cực thảm hắn dùng tất cả mọi người mệnh mở ra một trận đánh cược hắn mặt ngoài rất huy phong giết ba cái bá chủ lực áp lãnh ra Thu phục một đám thiên quân cường giả, trở thành một đại bá chủ. Nhưng chỉ có chính hắn tin tưởng, hắn tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào, nội tâm của hắn đến cỡ nào khổ. Thắng, rốt cục vẫn là thắng. Hắn nhắm mắt lại thì thào một tiếng, khóe miệng quét ra lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng, hắn chật vật đứng lên, mệt mỏi nhấc chân hướng bên trong đi đến, nghĩ kỹ tốt tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc, để kéo căng tinh thần đạt được một lát thư giãn. Ừ, nhưng mà, tại đi vào trong đại sảnh một khắc này, hắn vốn đã lỏng xuống thân thể cùng nội tâm lại một lần nữa căng thẳng trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía toàn thân khí thế tuôn ra tựa như một cái phong mang tất lộ sư tử vương bởi vì trong đại sảnh có người có một cái mỹ lệ nữ tử nữ tử nhìn tuổi tác cũng không lớn nhưng chín mọng mặc một bộ màu xanh biết toái váy hoa trước ngực mang theo một chuỗi màu hồng linh đang kia ngạo nhân hai ngọn núi phóng xuất ra một cỗ mê người khí tức nữ tử ngay tại nhàn nhạt uống trà nhìn thấy hắn sau khi đi vào quay đầu lại Ngẩng lên một tấm xinh đẹp mặt, Vũ Mị cười nói, "Gian gia, người trở về nô gia chờ ngươi thật lâu rồi đâu." Giang giật khuôn mặt càng lạnh hơn mấy phần, nhìn chằm chằm xinh đẹp nữ tử, trầm giọng nói ra, "Ngươi là ai vì sao vào nhà của ta?" "Khanh khách." Xinh đẹp nữ tử thản nhiên đứng lên, trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, mị nhãn như tơ, tựa như một cái trong thanh lâu hoa khôi, nàng quăng một chút Giang giật nói, "Gian gia, nô gia gọi khinh linh, ta vào gian gia viện tử tự nhiên là muốn ôm gian gia đùi." chỉ cần giang ra về sau bảo bọc ta, khinh linh chính là của ngươi người, người muốn như thế nào tựu như thế nào. Ôm ấp yêu thương, thành nội nữ võ giả không ít, rất nhiều nữ võ giả đều là bị các đại bá chủ lặn, giang giật thượng vị, còn lực áp lãnh ra trở thành thành nội đệ nhị bá chủ, có mỹ nhân tự động đưa tới cửa cái này tựa hồ rất bình thường. Giang giật tại thời khắc này, phảng phất cũng cảm thấy như tử giải thích rất hợp lý, trên người hắn khí tức thu liếm, nhìn chằm chằm xinh đẹp nữ tử liếc mấy cái, chất vấn mà hỏi thăm thế nào đều có thể nữ tử eo thon vừa thu lại ưỡn ngực lên nói giang ra nói thế nào thì thế nào kia tốt giang giật nhẹ gật đầu hướng một cái phòng đi đến vẫy vẫy tay nói trước phục thị ra tắm rửa đi nói xong hắn trực tiếp đi vào gian phòng theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một cái thùng tắm sau đó lại lấy ra thanh thủy đổ vào thấy mặt ngoài cái kia xinh đẹp nữ tử còn chưa đi vào đây có chút giận giữ nói ra ngươi làm gì chứ ngươi chính là dạng này phục thị người phía ngoài xinh đẹp nữ tử con ngươi chuyển động vài vòng khẽ cắn bối môi lắc lắc phong đồn đi đến, sảo tiếu yên này nhìn qua giang giật nói, đến giang ra, ta phục thị ngươi thoát y. Ừm, giang giật nhắm mắt lại, một chút cũng không có phòng bị ý tứ, xinh đẹp nữ tử chỉ có thể đi đến giang giật sau lưng, giúp hắn giải khai áo ngoài, lại giúp hắn rút đi áo, lộ ra hoàn mỹ thân trên. Bất quá còn thừa lại quần lúc, xinh đẹp nữ tử không nhúc nhích, trên mặt hiển hiện một vòng đỏ ửng ánh mắt mở ra cái khác rất là thẹn thùng. Ừ, Giang giật chờ giây lát, thấy người này còn không có cử động, vặn vẹo nhìn qua nàng nói, người dạng này tay chân vụng về, còn muốn phục thị người giang ra dưỡng người làm gì dùng. Xinh đẹp nữ tử trên mặt hiện lên một tia nổi giận, cắn răng đưa tay đem giang giật quần giải thoáng cái rút đi, ánh mắt lại là gắt gao nhắm lại, đỏ mặt phải cùng hầu tử cái mông, nóng hổi như hỏa thiêu. Bịch, giang giật nhảy xuống nước, phối hợp xoa tẩy một phen, một lát sau mới kỳ quái quay đầu nhìn qua xinh đẹp nữ tử nói, người người này thật kỳ quái, đã muốn đi theo ra, yếu phục hầu ra, người còn ngây ngốc lấy làm gì chứ a à, xinh đẹp nữ tử thận trọng mở to mắt, liếc nhìn giang giật, gặp hắn nửa người đều ở trong nước, chỉ lộ ra cường tráng thân trên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, giang ra, cần nô tỳ làm cái gì? Giang giật trừng mắt, nói, không phải mới vừa nói phục thị ra tắm rửa sao nhanh cho ra đến trà lưng. Nha, xinh đẹp nữ tử biếu lầm bẩm thoáng cái miệng, đi đến giang giật sau lưng, duỗi ra một đôi ngán rõ ràng tay nhỏ, ôn nhu xoa tẩy, nào biết giang giật quay đầu tả nhãn nhìn qua nàng nói, xem ra người vẫn là chưa làm qua hạ nhân a à, theo quy củ ra tắm rửa thời điểm thị nữ là muốn cởi sạch quần áo a à, xinh đẹp nữ tử kinh hô một tiếng trong mắt lóe lên vẻ tức giận trên mặt lần nữa như hỏa thiêu đôi mắt đẹp lấp lóe cắn bối môi trần chờ bất định ai giang giật không tiếp tục đi xem nàng vươn tay xoa tẩy thân thể lúc này mới thở dài một tiếng nói khinh linh a à, kỹ xảo của ngươi quá kém cũng không tốt đẹp gì đùa đã muốn chơi liền muốn phối hợp một điểm nha ngươi thật đúng là cho là ta dám đùa bỡn ngươi a à, toàn bộ thiên lôi thành dám đùa bỡn ngươi người đều đã chết đi, ta nói đúng hay không? Linh Đăng Tỷ, chương 692, Tú Sắc Khả San, Linh Đăng Tỷ, xinh đẹp nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên, có chút thẹn quá thành giận, nàng nhìn chằm chằm Giang giật nói, tốt lắm, Giang ra liền là uy phong a, à, đã đoán được tỷ tỷ thân phận, còn dám dạng này đùa bỡn ta chẳng lẽ Giang ra? Chuẩn bị đem tỷ tỷ cũng đè xuống, độc bá thiên lôi thành. Ha ha ha, Giang giật cười một tiếng dài, quay đầu nói: "Linh Đang tỉ, ngươi cũng không nên đổi trắng thay đen, là ai đùa giỡn ai vậy chính ngươi đưa tới cửa, nói ta muốn như thế nào tựu như thế nào, trách được ai đâu lại nói ta cũng không có như thế nào đi, ngươi cái này Thiên Lôi Thành đệ nhất bá chủ cũng quá nhỏ tức giận a à tốt tốt, quay đầu ta bày rượu cho ngươi bồi tội như thế nào." Đối mặt Thành Nội đệ nhất bá chủ, Giang giật không chỉ có không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại ngôn ngữ nhẹ nhõm, giống như là cùng một cái lão bằng hữu một người hồng nhan chi kỷ nói chuyện phiếm. Một chút cũng không có lạnh nhạt, cũng không có bởi vì đối phương địa vị thực lực có chỗ cố kỵ. Hắn không biết cái này Linh Đang tỷ là thế nào nghĩ, nhưng đã đối phương có thể lặng yên tới cửa, còn có thể đùa giỡn hắn, giả mạo một cái ôm ấp yêu thương nữ tử, bản thân tựu không có ác ý. Hắn cũng nguyện ý cùng thành nội đệ nhất bá chủ kéo kéo một phát quan hệ, mà tốt nhất chấp nối phương thức liền là không đem đối phương xem như một cái bá chủ, mà là một người bạn bình thường. Quả nhiên, Linh Đang tỷ trên mặt mặc dù vẫn là tức giận, nhưng trong đôi mắt ánh sáng lại lưu truyền, hư lạnh một tiếng nói, bầy rượu ngươi làm linh đang tỉ là muốn cơm một điểm thành ý đều không có. Ha ha, Giang giật khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười, chừng chừng nhìn chằm chằm linh đang tỉ nói, linh đang tỉ, nếu là không hả giận, nếu không dạng này ngươi muốn như thế nào, thì thế nào như thế nào, phi, linh đang tỉ khẽ gắt một tiếng. Nắm lên giang giật y phục một đầu vung đi qua, dậm chân một cái nói, đồ lưu manh, còn không mau tẩy đến nhà ngươi nước trà đều không có một chén, người chính là dạng này đãi khách. Ha ha ha, nhìn qua chạy trối chết, đi ra bên ngoài bên trong đại sảnh linh đang tỉ, giang giật cười lên ha hả ba năm lần đem thân thể rửa sạch sẽ, lấy ra một bộ mới áo choàng mặc chỉnh tề, nhanh chân đi ra đi. a à, linh đang tỉ ngồi trong đại sảnh, nhìn qua nhanh chân đi ra tới giang giật, bản năng nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ tốt một cái cử chỉ nhanh nhẹn mỹ thiếu niên. Giang giật trước kia chưa nói tới khôi ngô, chỉ có thể coi là ngũ quan thanh tú, Dáng người nguyên bản có chút suy nhược, sở dĩ khuynh hướng thanh tú hình, cùng chân chính khôi ngô công tử so ra là có khoảng cách. Nhưng khác biệt, tại Khốn Long thảo cải tiến dưới, hắn không chỉ có làn da trở nên như ngọc óng ánh sáng long lanh, dáng người cũng thay đổi thành hoàn mỹ, rộng eo hẹp, đùi thon dài. Trọng yếu nhất chính là hắn khí chất, hắn còn không có tròn 19 tuổi, nhưng đã trải qua sóng to gió lớn, gặp quá nhiều sự tình, trên người có loại trung niên nhân tang thương khí chất. Loại khí chất này vốn không nên ra trên người thiếu niên vừa xuất hiện liền là chí mạng, đối nữ tử. Chí mạng, tăng thêm giang giật trở thành bá chủ về sau, trên thân tự nhiên mà vậy có một loại thượng vị giả khí chất, sở dĩ giờ phút này giang giật khí chất cho nữ tử lực trùng kích rất lớn. Dù là Linh đang tỉ duyệt vô số người, cũng không thể không tán thưởng, giang giật có để hoa si nữ con thét lên tiền vốn. Bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, dáng dấp khôi ngô xinh đẹp đây chẳng qua là hữu hình, hữu hình không có thần chỉ là một cái bình hoa, sở dĩ khí chất rất trọng yếu, loại kia theo trong khung phát ra khí chất mới là thần, mới là chí mạng nhất độc dược. Không thể nghi ngờ, Giang giật tại khốn long thảo cải tiến thân thể về sau, hình rất tốt, trải qua quá nhiều chuyện khí chất rất đặc thù, từ đó có thần. So với những cái kia siêu cấp gia tộc công tử Văn Nhã Ca, Giang giật trên thân còn nhiều thêm một loại lùm cỏ suốt thân cuồng dã chi khí, đây càng vì hắn thêm thêm mấy phần mị lực. Người tốt vì lụa, Phật dựa vào mạ vàng, Giang giật một mực thích mặc phổ thông thanh bào, lần này bởi vì muốn gặp khách, ban đêm còn muốn mở tiệc chiêu đãi các vị bá chủ sở dĩ mặc vào một thân màu xanh cẩm bào nhìn càng là không tầm thường từ đây khắc linh đang tỉ trong mắt quang mang đó có thể thấy được cũng may linh đang tỉ sóng to gió lớn tới vẫn là tu luyện linh hồn thoáng cái tựu lấy lại tinh thần cười nhạt một cái nói giang ra đích thật là người bên trong long phượng phong thần như ngọc nói liền là loại người như ngươi a ha ha giang giật cười lớn ngồi tại linh đang tỉ đối diện theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một chút rượu ngon cùng khí cụ cho Linh Đang tỷ rót một chén, lúc này mới nói ra, Linh Đang tỷ, Giang Mỗ cũng không dựa vào mặt ăn cơm, cũng không làm được Phượng Hoàng Nam, đương nhiên. Linh Đang tỷ nếu là nghĩ bao nuôi ta, ta hội thận trọng cân nhắc. Phi, Linh Đang tỷ khẽ gắt một tiếng, nhiều lần bị người đùa giỡn, nếu là người khác nàng khẳng định nổi giận, bất quá nhìn xem Giang giật tấm kia chân thành khuôn mặt tươi cười, nàng hết lần này tới lần khác sinh khí không nổi, ngược lại cảm giác biệt dạng kích thích. Nàng dóc xương lóc thịt một chút Giang giật nói, Giang ra, người thế nhưng là uy phong bát diệt, thanh danh vang vọng thiên lôi thành, muốn bao nuôi cũng là người bao nuôi ta đấy. Ha ha, Giang giật cười nhạt một tiếng, nói tốt, Linh đang tỉ, không ra nói giỡn, nói thật ta người này không thích tranh đấu. Nếu không phải bá đao cùng long ra bước bách ta cũng sẽ không giết bọn hắn, lãnh ra trước áp chuyện của ta người cũng nghe nói, ta người này không có dã tâm gì, chỉ cần có thể an nhàn sinh hoạt là được, về sau còn xin Linh đang tỉ chiếu cố nhiều hơn, nhưng có chỗ mệnh, không dám không theo, nhập đội, Giang giật thái độ rất rõ ràng, hắn không muốn cùng Linh đang tỉ tranh phong, cũng không có dã tâm, chỉ là muốn an nhàn sinh hoạt, còn cho thấy về sau Duy Linh đang tỉ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này tư thái thả rất thấp, Linh đang tỉ cùng hắn không có thù không có oán, còn chủ động tới cửa, bị hắn đùa giỡn cũng không tức giận, Giang giật đối nàng giác quan không tệ. Hắn cũng hoàn toàn chính xác không muốn tranh bá, đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là Linh đang Tỷ thực lực, Giang giật căn bản dò xét không được, chỉ cảm thấy người này vô cùng nguy hiểm, nếu là ra khỏi thành nàng một chiêu có thể miểu sát hắn. Khanh khách, Linh đang tỉ cười, cười đến rất rực rỡ. Giang giật rất hiểu chuyện, rất hiểu làm người, cũng không có giống lúc trước hắn biểu hiện cường thế như vậy cùng bá đạo, mà lại Linh đang tỉ giờ phút này cũng cảm giác Giang giật là phát đến nội tâm, hắn là thật không muốn tranh quyền đoạt thế. Lấy một trả một, Linh đang tỉ dừng một chút, nhẹ giọng nói ra, Giang ra, như nghĩ an nhàn tại thiên lôi thành ở lại, người phải đi bái kiến thoáng cái thành chủ đại nhân, 10 vị thống lĩnh đều đi chuẩn bị một phen. Còn có, hoành ca người ngươi không thể lại thu, lôi sơn ngươi cũng chỉ có thể phân một tòa, giống như ngươi có thể làm được cái này mấy giờ, ta muốn lấy sau sẽ không còn có người tìm ngươi phiền phức. Giang giật nhẹ gật đầu, vui vẻ đứng dậy thật sâu thở dài nói, đa tạ linh đang tỉ chỉ điểm, tiểu đệ khác trong tâm khảm. Ây, linh đang tỉ khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi, ngươi không tức giận. Giang giật cũng khẽ giật mình, hỏi ngược lại, ta tại sao phải tức giật linh đang tỉ bó tay rồi giang giật diệt sát ba vị bá chủ tiếp thu ba cái bá chủ thủ hạ lực áp lãnh ra theo lý thuyết người bình thường khẳng định sẽ nghĩ đến chiếm lấy ba tòa lôi sơn dạng này thủ hạ đều có lôi thạch cầm hắn cũng có thể kiếm được càng nhiều lôi thạch đạt được càng nhiều công huân lại không nghĩ rằng giang giật căn bản là không có nghĩ tới muốn chiếm lấy ba tòa lôi sơn nàng nói chuyện việc này đều không có cân nhắc trực tiếp đáp ứng linh đang tỉ trợn trắng mắt nở nụ cười giang ra hảo khí phách đây mới là người làm đại sự tỷ tỷ bái phục. Ha ha, Giang giật đôi mắt nhất chuyển, có chút đã hiểu Linh đang tỷ ý tứ, cười nhạt một tiếng nói, tỷ tỷ đơn thương độc mã sông thiên lôi thành, trong nháy mắt diệt bá chủ, uy hiếp quần hùng, những năm gần đây không ai dám khiêu khích tỷ tỷ quyền uy, tiểu đệ mới bái phục. Miệng thật ngọt, tốt, người cái này đệ đệ ta nhận, quay đầu ta dẫn người đi nhìn một chút thành chủ đi. Linh đang tỷ đứng dậy đi ra phía ngoài, đi tới cửa vung tay lên ngăn cản Giang giật đưa tiến, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp nói, đệ đệ, có thời gian đi tỷ tỷ kia ngồi một chút, tỷ tỷ cho ngươi ăn ngon. Ăn ngon, Giang giật lông mày nhíu lại, trên dưới quét linh đang tỉ một chút, bắt đầu cười hắc hắc, tu sắc khả san, thiên lôi thành món ngon nhất không ai qua được tỷ tỷ. Phi, linh đang tỉ khẽ gắt một cái, chạy trối chết, chương 693, tiền ra tốt, Giang giật nuốt một viên thuốc chữa thương, thư thư phục phục ngủ một giấc, thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới bị giật mình tỉnh lại, hắn dối cái lưng mệt mỏi, cảm giác ngược đau đớn hóa giải rất nhiều, toàn thân dễ chịu, Hắn đứng dậy mở ra vòng bảo hộ, như Đăng một người nhanh chóng đi tới, cung kính nói ra, Giang ra, tất cả an bài xong, bất quá bá đao long ra hoành ca thủ hạ, muốn chỉnh hợp còn cần thời gian. Giang giật vuốt cầm nói, ừm, hoành ca thủ hạ chớ để ý, hơn 10 người kia thu đã thu, những người còn lại đều khác đừng thu. Khác đừng thu, như Đăng một tấm đều là giữ tợn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, Giang ra, người thu được càng nhiều, người có thể được đến lôi thạch hội càng nhiều, lôi thạch có thể đổi lấy công huân cùng thiên thạch từ bỏ, Giang giật khoát tay trận lại nói, làm người không thể quá tham lam, còn có bá đao cùng long ra ban đầu thủ hạ, thực lực yếu toàn bộ không muốn. Chống đi hai cái bá chủ chi vị, sẽ có người thượng vị, hoặc là đại gia đem những người còn lại điểm, chúng ta một hơi nuốt vào hội đắc tội rất nhiều người. Ừm, Giang gia cao minh, như đang vuốt đuôi nịnh bợ, nghĩ nghĩ gật đầu nói, cũng thế, Giang gia vừa mới trở thành bá chủ, nhân tâm bất ổn, thu phục người còn cần chỉnh hợp an trí, nhiều người ngược lại loạn. Giang gia, thuộc hạ vô năng, ta đề nghị ngươi lại chọn mấy cái hộ pháp, như vượng không hiểu những này, một mình ta sợ là bận không qua nổi. Chọn hộ pháp, giang giật lông mày nhíu lại, thủ hạ này nhiều sự tình các loại an bài lên xác thực phiền phức, tỉ như mỗi ngày dẫn đội nhân tuyển, tỉ như lôi thạch loại hình nộp lên các loại tạp vụ, luôn không khả năng hắn đi làm đi. Tuyển người vấn đề tân thu thiên quân, hắn một cái đều chưa quen thuộc, biết người biết mặt không biết lòng, vạn nhất chọn không tốt, quản lý không được vậy nhưng lại có đại vấn đề. Đúng rồi, Giang giật đôi mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một người trong tay hắn Đế cung lóe lên vô số cái bóng người ra trong đại sảnh, hắn đem Phượng Loan Giang tiểu nô tiền vạn quán các loại chờ tất cả mọi người truyền tống ra. A, à, mọi người tại Đế cung bên trong có tại tu luyện, có đang nghiên cứu cấm chế, có tại nói chuyện phiếm, có đang vẽ tranh theo hoa giải trí, thoáng cái cảm giác thấy hoa mắt bị truyền tống ra đều kinh ngạc. Thiếu gia, công tử, lão đại, rất nhanh tất cả mọi người khóa chặt Giang giật toàn bộ vui mừng. Phượng Loan đưa mắt quét qua phát hiện lại trong sân trong đại sảnh còn có một cái thiên quân cường giả, vội vàng lộ ra vẻ đề phòng. Nghiêu Đăng cũng giật mình, rất nhanh cung kính chắp tay hành lễ nói, Nghiêu Đăng tham kiến chư vị đại nhân, tiểu thư. Phượng Loan nghi ngờ nhìn qua Giang Giật, hỏi công tử, hắn là? Ha ha, Giang Giật thuận miệng giải thích nói, hắn là Nghiêu Đăng, của ta tả hộ pháp, chế chút lại cùng các ngươi giải thích, vạn quán. Tiền vạn quán nghe được Giang Giật để hắn, vội vàng hấp tấp dựa vào đến nói lão đại thế nào giang giật chỉ vào tiền vạn quán đối như đăng nói ra như đăng ta về sau có thể sẽ bế quan lâu dài sở dĩ không có thời gian xử lý tạp vụ có bất kỳ sự tình ngươi cũng hỏi tiền vạn quán hắn ý tứ chính là ta ý tứ như đăng nội tâm run lên giang giật càng như thế tín nhiệm cái này kim cương cảnh tiểu mập mạp hắn vội vàng cung kính hướng tiền vạn quán không người hành lễ nói tiền ra tốt Ây, tiền vạn quán bị hù dọa vị này chính là thiên quân a lại để hắn tiền ra hắn nghi ngờ hướng giang giật nhìn lại cái sau cười nói vạn quán ngươi là quản lý nhân tài ta là thành nội một đại bá chủ thủ hạ có rất nhiều người ta không có thời gian quản ngươi giúp ta trước trông coi bá chủ toàn bộ mắt người mắt co rụt lại liếc nhìn nhau đều là vẻ không dám tin nếu không phải các nàng biết rõ giang giật người này không thích nói nói ngoa khẳng định hội cho là hắn đang khoác lác ha ha như đang ân cần giải thích nói giang ra hôm nay tại lôi lĩnh đại chiến diệt sát bá đao ca cùng long ra liên chảm 10 tên thiên quân, sau đó lại cùng lãnh ra đại chiến, lực áp lãnh ra không nói đem hoành ca cũng giết, giờ phút này thành nội đều đang đồn nói, thiên lôi thành dịch nô ngoại trừ linh đang tỉ bên ngoài, giang ra chiến lực đệ nhất đâu. Mọi người toàn bộ như bị xét đánh thân thể run lên, Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô ánh mắt đều hướng Giang giật quét tới, trong mắt đều là vẻ trách cứ, Giang giật buông tay cười khổ nói, lần này các người đừng trách ta, cái này cấp bậc chiến đấu, các người chưa hề nhúng tay vào. Tốt, sự tình đều đi qua, đại gia có thể an nhàn tại thiên lôi thành cư ngụ, rốt cuộc không ai dám trêu chọc chúng ta. Hi hi, công tử lợi hại nhất, thanh ngư cười rất hiền lành, vân phỉ cùng chiến vô song hai người cũng đại hỉ, kim giao miệng co lại, nhìn qua giang giật ánh mắt càng thêm e ngại. Tiền vạn quán vỗ vỗ bộ ngực nói, lão đại, người yên tâm tu luyện đi, thủ hạ của ngươi đều giao cho ta, ta cam đoan giúp ngươi quản được hảo hảo. Ừm, các ngươi ở nhà đi, ta đi phó một cái yến hội, như đang an bài một chút sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon. Giang giật đứng dậy đi ra phía ngoài, đi hai bước hướng tiền vạn quán ngoắc nói, vạn quán, ngươi đi với ta, về sau ta có thể sẽ bế quan, trước mang ngươi quen thuộc hạ thiên lôi thành các đại nhân vật, ngươi về sau tựu đại biểu ta cùng bọn hắn đi tiếp xúc. Được rồi, tiền vạn quán cũng không luống cuống, có giang giật cái này chỗ dựa hắn không sợ hãi, đừng nói đi dự tiệc, coi như đi sông núi đào biển lửa mí mắt cũng sẽ không nháy thoáng cái. Ngưu đăng bốn phía quét qua nói, giang ra, người nơi này quá nhỏ, ta để cho người ta đi đem phụ cận mấy cái viện tử đều thanh lý ra, đả thông liền cùng một chỗ đi, dạng này chứ vị đại nhân cùng tiểu thư bọn hắn ở lại cũng dễ chịu. Giang giật sướng sờ, nhíu mày hỏi, dạng này, phủ thành chủ bên kia sẽ không quản, không có việc gì, như đăng khẳng định nói ra, còn lại bá chủ cũng là dạng này, đương nhiên. Giang ra, thập đại thống lĩnh bên kia cần chuẩn bị một chút. Tốt, liền theo ngươi nói đủ, Giang giật phung tay lên, mang theo tiền vạn quán đi ra phía ngoài, Nghiêu đăng vội vàng đuổi theo, đem Nghiêu vượng gọi vào đây bàn giao một phen, lúc này mới mang theo hơn 10 tên thiên quân đi theo giang giật mà đi. Các loại chờ giang giật bọn hắn đi, Nghiêu vượng nhanh chân đi vào viện tử, đối phượng loan bọn người hành lễ nói, chư vị đại nhân, tiểu thư xin chờ một chút, sau gần nửa canh giờ ta liền có thể an bài tốt. Phượng loan tương đối có khí chàng, nàng chấn định ngồi tại chủ vị, vẫy tay một cái nói, trước đừng đi an bài, đem gần nhất giang ra phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối cho chúng ta giảng thuật một lần được rồi nghiêu vượng không bằng nghiêu đang khôn khéo nhưng cũng không phải không hiểu chuyện người những cô gái này khẳng định cùng giang giật có quan hệ nói không chừng liền là giang giật nữ nhân thiếu bà bà cha hỏi hắn dám không trả lời lập tức hắn liền tranh thủ hắn biết sự tình giảng thuật một lần bao quát giang giật ngay từ đầu giết bá đao cùng long ra người về sau một người trốn vào lôi lĩnh nội ba tháng hôm nay sau khi ra ngoài liên sát mấy vị bá chủ sự tình toàn bộ giảng thuật một lần công tử quá lợi hại nay liên thành bên trong xếp hạng đệ nhị lãnh ra đều có thể chiến thắng. Thanh Ngư sau khi nghe lại khuấy động không thôi, một đôi mắt đẹp bên trong đều là ánh sáng, chiến vô song cùng vân phỉ cũng hô hấp trở nên gấp rút, nhiệt huyết sôi trào, chỉ có Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô ánh mắt lộ ra một vòng đau lòng. Mọi người chỉ là nhìn thấy Giang Giật uy phong cùng phong hết, Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô lại nghĩ đến 3 tháng thời gian, Giang Giật một người cô độc tại lôi lĩnh nội, khẳng định thụ rất nhiều khổ, rất nhiều tội. Như hắn có thể đơn giản thu phục lôi hỏa đã sớm thu phục, vì sao muốn các loại chờ ba tháng. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Tiểu Nô trong mắt đẹp sáng lên khắp nơi óng ánh, mỗi lần đều là dạng này, Giang giật một người một kiếm giết ra một đường máu, vì mọi người trèo chống một khoảng trời, nhưng tất cả áp lực cùng cực khổ, hắn đều thích một người một mình đảm đương, Giang Tiểu Nô không hiểu cảm giác đau lòng, cũng cảm giác chính mình không dùng. chương 694, Giang giật càng như thế hào phóng. Thiên lôi thành tối nay rất náo nhiệt, đi lôi sơn võ giả đều trở về, rất nhiều người cũng không có riêng phần mình về nhà, mà là tại trên quảng trường dừng lại, rất nhiều thiên quân trực tiếp tiến vào phủ thành chủ. Xa xa xa, thành tây phương hướng đi tới một đám người, dọc theo quảng trường tụ tập võ giả nhìn thấy đám người kia sau lập tức sợ hãi đứng dậy, cung kính hành lễ nói, giang ra. Bá bá bá, vô số ánh mắt hướng bên kia quét tới. Nhìn thấy trong đám người một tên phong thần như Ngọc Cử chỉ nhanh nhẹn mỹ thiếu niên sau đều đôi mắt sáng lên, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét, hoặc là oán hận. Bất quá chờ thiếu niên cùng nhau đi tới về sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên cung kính, cùng nhau hành lễ quát khẽ, giang ra. Giang giật trầm mặc tiến lên, đối với những này nịnh nọt khuôn mặt tươi cười làm như không thấy. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng ngày thứ nhất hắn lúc vào thành, những người này là dùng cái gì ánh mắt nhìn hắn, là thế nào đùa cợt mỉa mai hắn. Đương nhiên hắn cũng không có truy cứu ý tứ, chỉ là đối với những này nịnh nọt khuôn mặt tươi cười có chút chán ghét thôi tiền vạn quán đi theo giang giật bên người hô hấp thì có chút gấp rút một cái mập tròn mép đầu ngược lại là ngang đến rất cao bốn chu hành lễ rất nhiều người đều là kim cương cường giả giang giật có thể coi thường hắn chưa từng thấy nhiều như vậy cường giả tự nhiên có chút khẩn trương cùng hưng phấn giang gia đi vào phủ thành chủ lại là từng mảnh từng mảnh võ giả cung kính quát khẽ giang giật nhìn lướt qua nhàn nhạt gật đầu đây đều là thiên quân võ giả mỗi cái bá chủ thủ hạ đều có hẳn là tới đón tiếp hắn tiền vạn quán hô hấp gấp hơn gấp rút một thân thịt mỡ có chút rung động hắn luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ thực lực đạt đến kim cương cảnh có thể cảm ứng ra tới này một số người thực lực mười mấy tên thiên quân võ giả đường hẻm đón lấy hắn chân không có run lên đã tính toán rất tốt ha ha giang giật cảm giác được tiền vạn quán khẩn trương mỉm cười đưa tay ôm tiền vạn quán bả vai nhanh chân tiến lên tiền vạn quán thân thể cứng đờ cảm nhận được bốn phía quét tới ánh mắt không hiểu cái mũi chua chua nhưng hô hấp nhưng dần dần bình ổn xuống tới thân eo thẳng tắp nhanh chân cùng giang giật hướng bên trong đi đến. Giờ khắc này nội tâm của hắn cảm giác trước nay chưa từng có cường đại, giang giật đưa qua đến một cái tay, ý tứ rất rõ ràng, ngươi là huynh đệ của ta, bất kỳ cái gì sự tình ta giúp ngươi chịu lấy, tiền vạn quán giờ khắc này cũng cảm giác không sợ hãi. Hai người đồng thời đi vào bách hoa lâu bên trong, bên trong có rất nhiều người, nên tới đều tới, tụ liền rất ít lẫn vào bá chủ ở giữa tranh chấp đông ca đều xuất hiện, duy nhất không có xuất hiện chỉ có linh đang tỉ. Bá bá bá, bên trong sở hữu người đang ngồi đều đứng lên tụ liên đới ở trên thủ vị lãnh gia cũng đứng lên bất quá trên mặt cũng không có cười ý lý gia thật xa mỉm cười nói ra giang gia người đến muộn a à, làm phạt ba chén ha 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 giang giật cười lớn một tiếng ánh mắt tại mấy đại bá chủ cùng bọn hắn thủ hạ trên mặt đảo qua chắp tay nói chư vị không có ý tứ bị lãnh gia bị thương có chút trọng chữa thương thời gian tương đối dài để đại gia đợi lâu ta cho đại gia giới thiệu một chút đây là huynh đệ của ta tiền vạn quán vạn quán bái kiến chư vị bá chủ. Tiền vạn quán nội tâm khẩn trương đến muốn chết, nhưng mặt ngoài lại lạ thường tỉnh táo, hắn hướng tứ phương chắp tay nói, chư vị bá chủ tốt. Như đang hướng bên trái vị thứ hai một cái chất phát trung niên nhân nhìn thoáng qua, thấp giọng cho Giang giật nói ra, Giang ra, vị kia là Đông Ca. Đông Ca tốt, Giang giật chắp tay mỉm cười nói, Đông Ca đại danh như sấm bên tai, Giang mỗ ngưỡng mộ đã lâu. Chất phát trung niên nhân cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, Giang ra khách khí, tại hạ đối giang ra cũng là ngưỡng mộ vô cùng. Giang giật mang theo tiền vạn quán trực tiếp đi lên trước mới chủ vị, thoải mái ngồi xuống, tiền vạn quán vốn không dám ngồi, nhưng giang giật chỉ chỉ bên cạnh hắn vị trí để hắn ngồi xuống. Như đăng vung tay lên, rất nhiều thị nữ nối đuôi nhau mà vào, dâng lên rượu ngon món ngon, giang giật bưng một chén rượu lên cười dài nói, đa tạ chư vị cho giang mỗ mặt mũi, đến, chén thứ nhất ta kính chư vị. Hôm nay yến hội là tương đối chính quy yến hội, sở dĩ cũng không có gái lầu xanh bồi từ loại hình, chỉ có trong góc mấy cái nghệ kỹ tại nhẹ giọng đàn tấu. Trong đại sảnh rộng rãi, như đăng tại chính giữa xếp đặt một cái hoàng kim đài, hai bên xếp thành một hàng bầy một loạt hoàng kim đài, đằng sau còn có rất nhiều mặt hình bàn gỗ, toàn bộ thiên tinh thành thiên quân võ giả tới hơn phân nửa, giang giật một tiếng hiệu lệnh, toàn bộ nâng chén uống thả cửa, giang giật bên này thủ hạ còn nhao nhao hét lớn, bầu không khí thoáng cái dung hiệp. Chén thứ hai rượu, giang giật rót đầy về sau, ánh mắt nhìn về phía lãnh gia, rất khách khí nói ra, đa tả lãnh gia thủ hạ lưu tình, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lãnh gia vốn có chút mặt âm trầm, thoáng cái có một chút nụ cười, giang giật mặt mũi này cho đến đủ lớn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng hôm nay Yến hội chờ đợi hắn là nổi giận cùng đùa cợt, không nghĩ tới Yến hội vừa mở tràng, giang giật tựu cho hắn lớn như thế mặt mũi. Lập tức hắn liền vội vàng đứng lên nói, giang gia khách khí, giang gia chiến lực thông thiên, thiên tư tung hoành, không ra mấy năm tuyệt đối có thể vấn đỉnh đỉnh phong, về sau còn xin Giang ra chiếu cố nhiều mới là. Lãnh ra khác đừng thổi phồng giết ta, Giang giật khiêm tốn cười một tiếng, lại bưng một chén rượu lên hướng Lý ra bọn người nhìn lại, cười dài nói, chén rượu thứ ba, kính Lý gia ưng ra đông ca hắc ra hổ ca, về sau tiểu đệ có chỗ nào làm không tốt, còn xin bao hàm cùng chỉ điểm. Mọi người liền vội vàng đứng lên, mặt ngoài cười nhẹ nhàng, nội tâm lại là chỉ muốn chửi thề ai dám chỉ điểm ngươi Giang ra gia a lãnh gia hoành ca muốn dạy ngươi làm người cuối cùng thế nào đương nhiên giang giật tư thái thả như thế chi địa để tất cả mọi người vẫn là cảm giác rất có mặt mũi đối giang giật mâu thuẫn cũng liền không có mạnh như vậy uống vài chén rượu bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều giang giật nói tới chính sự hắn ho nhẹ một tiếng đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới về sau nghiêm mặt nói ra đúng rồi sau khi trở về ta nghĩ nghĩ có chuyện đại gia thảo luận một chút bá đao ca long ra hoành ca bất hạnh gặp nạn bọn hắn chống đi ba cái vị trí còn có rất nhiều thủ hạ không ai dẫn đầu. Mặc dù rất nhiều người biểu thị muốn cùng ta, nhưng ta dù sao tuổi trẻ, đức hạnh khó có thể phục chúng, sở dĩ ta tự huyền cự rất nhiều người, ta chỉ cần một ngàn tên thủ hạ, lôi sơn muốn một tòa, còn lại đại gia thương lượng một chút làm sao bây giờ, như thế nào. a à, giang giật vừa rơi xuống, toàn trường đều một mảnh một chút bối rối, lãnh ra mấy người cũng đầy mắt kinh ngạc. Giang giật càng như thế hào phóng, đại thắng về sau không chỉ có không có thừa cơ chiếm đoạt địa bàn, ngược lại chủ động nhượng bộ phải biết bá đao long ra hoành ca thủ hạ cộng lại có sáu bảy ngàn người cái này sáu bảy ngàn người mỗi tháng nộp lên lôi thạch thế nhưng là một bút con số không nhỏ giang giật coi như toàn bộ nuốt vào giờ phút này cũng không ai dám nói cái gì a à. lý gia cùng khẩu phật tâm xà ưng ra bọn người liếc nhau lại nhìn giang giật ánh mắt trở nên nhu hòa mấy phần có thực lực hiểu được làm người dạng này hậu bối ai không thích thưởng thức lý gia lập tức lên tiếng nói giang ra lời ấy sai rồi chiến lược của ngươi thông thiên đức hạnh chúng ta đều thấy được, chúng ta những lão gia hỏa này đều chịu phục, ai dám không phục theo ta nói người ít nhất đến mang năm ngàn người, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, chúng ta những lão gia hỏa này đều lớn tuổi, có thể mang không được nhiều người như vậy. Ưng gia liên tục phụ họa nói, đúng đấy, chính là, giang gia đức nghệ song hình, đừng nói mấy ngàn người, liền là dẫn đầu một vạn người cũng dư xài. Giang giật xem khẩu Phật tâm xà lại muốn mở miệng, bá đạo khoát tay trận lại nói, chư vị đừng nói nữa, ý ta đã quyết, ta chỉ cần một ngàn người một tòa lôi sơn, chuyện còn lại ta không muốn quản nhiều, các ngươi thương lượng đủ là được, những sự tình này sau nói đi, uống rượu trước uống rượu. Uống rượu uống rượu, lý ra bọn người toàn bộ nâng chén, tự liền lãnh ra nụ cười trên mặt đều nhiều hơn mấy phần, giang giật vứt ra một khối thật to bánh gato, mọi người phân mà ăn chi, người người đều có thể thu hoạch, tâm tình đều tốt rất nhiều, giữa sân bầu không khí cũng biến thành càng thêm nhiệt liệt cùng hòa hợp. Trường 695, thiếu gia vì sao từ bỏ tiểu nô. Một đêm say rượu, Giang giật uống đến linh đinh say mềm, mọi người đều vui mừng mà tán. Giang giật nhượng bộ cùng khiêm tốn, để tất cả mọi người rất hài lòng, lúc đầu mọi người là chuẩn bị liên thủ vụng trộm chống lại Giang giật. Nhưng Giang giật ném ra một khối đại thịt mỡ, thoáng cái đem mọi người liên minh cho phá, ngược lại bởi vì muốn chia càng nhiều người cùng bắt đầu minh tranh ám đấu. Tại thiên lôi đảo người liền là tài nguyên, liền là lôi thạch, liền là công huân. Bình thường tất cả mọi người thủ quy củ, người mới sau khi đi vào hắn muốn theo ai tự cùng với, cũng không thể chủ động tranh đoạt. Nhưng chết ba cái bá chủ, nhiều như vậy thủ hạ, Giang giật lại nói rõ nhường lại, mọi người tự nhiên muốn hảo hảo phân thoáng cái. Các loại chờ Giang giật trở về, tiểu viện cũng an trí xong, phụ cận năm cái viện tử đều đả thông, như vượng triệu tập rất nhiều thủ hạ trang trí sửa sang lại một phen, để mấy cái viện tử trở nên phá lệ lịch sử tao nhã cùng xinh đẹp. Giang giật thì ra là cái kia trong đại sảnh, Phượng Loan bọn người còn tại uống rượu làm vui, từng cái uống đến mặt đỏ tới mang tai phượng loan cùng thanh ngư nhìn qua giang giật ánh mắt cũng phá lệ cực nóng giang giật xem xét đồng dạng giang tiểu nô gặp nàng cũng không có phát hiện phượng loan hai người ánh mắt nhìn hắn âm thầm yên tâm lại thấy được nàng cũng uống nhiều một chút mê ly vội vàng hướng coi như thanh tỉnh vân phỉ nói ra vân phỉ đưa tiểu nô trở về phòng đi nàng uống say thiếu ra ta không có say ta không muốn vân phỉ tỉ tỉ đưa giang tiểu nô hiển nhiên vô dụng trong thân thể năng lượng nâng cốc tinh bước ra đứng lên lung la lung lay nói ra thiếu ra người đưa ta trở về đi tốt ha, à, các ngươi tất cả giải tán đi sớm nghỉ ngơi một chút giang giật nguyên lực vận chuyển một vòng để cho mình có chút thanh tỉnh mấy phần tại như vượng chỉ thị dưới đỡ lấy giang tiểu nô hướng bên cạnh một cái viện đi đến hai cái viện tử ở dưới bị đả thông một cái cửa bên cạnh viện tử đều chỉnh lý trang trí một phen cái gì đều là mới như vượng bọn người hao tốn không ít tâm tư Nơi này là Giang Tiểu Nô độc lập viện tử, Phượng Loan cố ý an bài, Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng có một cái viện, chiến vô song vân phỉ, còn có tiền vạn quán kim giao đều có độc lập viện tử. Còn thì ra là người, đều bị nghiêu vượng bọn người an bài đi địa phương còn lại. Giang giật mang theo Giang Tiểu Nô tiến vào trong lầu cát tùy tiện vào một gian phòng, phát hiện bên trong sức cũng không tệ lắm, giường lớn chăn mền đều là mới tinh, bên trong còn có một mùi thơm chi khí, so trước kia hoàn cảnh tốt rất nhiều. Giang Tiểu Nô xem ra là thật say, nàng nửa người đều dựa vào tại giang giật trên thân trên mặt đều là đần độn nụ cười mắt say lờ đờ mông lung nhìn chằm chằm giang giật không ngừng nhẹ giọng kêu thiếu ra thiếu ra thiếu ra tại tại ta ở đây giang giật cưng chiều nhìn qua giang tiểu nô cái này tiểu thị nữ luôn luôn như vậy động lòng người làm người thương yêu yêu hắn chặn ngang ôm lấy giang tiểu nô đưa nàng đặt lên giường giúp nàng thối lui vớ giày đắp kín mền lúc này mới mỉm cười nói ra tiểu nô hảo hảo ngủ một giấc thiếu ra Giang tiểu nô đột nhiên duỗi ra hai tay ôm Giang giật cổ, hai con người chừng chừng nhìn chằm chằm Giang giật nói, thiếu ra, người thích tiểu nô sao? Giang giật sững sờ, gật đầu nói, nói nhảm, thiếu ra đương nhiên thích tiểu nô. Giang tiểu nô sắc mặt đỏ ửng lóe lên, rủ xuống ánh mắt, nhẹ giọng nói ra kia thiếu ra vì sao từ bỏ tiểu nô. Ây, Giang giật thân thể chấn động, nhìn qua trước mắt kiều mị thiếu nữ, nội tâm rung động, nhưng rất nhanh nghiêm mặt nói, tiểu nô, người say, nghỉ ngơi thật tốt hắn đưa tay đem Giang Tiểu Nô cánh tay gỡ ra, để vào trong chăn, đưa tay cho nàng vuốt vuốt trên trán sợi tóc, lần nữa cười nói Tiểu Nô, ta đi, ngủ ngon. Hắn đứng thẳng thân thể chuẩn bị rời đi, nhưng ở quay người lúc đột nhiên phát hiện Tiểu Nô khóe mắt một hàng thanh lệ chảy xuống, đột nhiên quay đầu nhìn qua nàng xác định nàng đang khóc về sau, hắn thoáng cái luống cuống, ngồi ở trên giường nói ra Tiểu Nô. Người tại sao khóc là ai khi dễ người nói cho thiếu gia, thiếu gia giúp người đem hắn chém thành muôn mảnh. Giang tiểu nô nhắm mắt lại, nói cái gì cũng không nói, chỉ là im ắng rơi lệ, thanh này giang giật gấp đến độ như hỏa thiêu kiến tộc, dỗ vài tiếng gặp còn không có hiệu quả, hắn đột nhiên lạnh giọng quát khẽ như vượng, cút cho ta vào đây. Giang tiểu nô rốt cục mở to mắt, một phát bắt được giang giật lắc đầu nói, thiếu ra, chớ mắng hắn, không liên quan chuyện của bọn hắn. Hưu, bên ngoài chờ lệnh như vượng, thoáng cái như tấn lang sông tới, tại cửa ra vào quát khẽ nói, giang ra, có thuộc hạ. Giang giật nhìn thoáng qua giang tiểu nô, đưa nàng một bên rơi lệ một bên lắc đầu, vội vàng phiền giận nói ra, không sao, lăn ra ngoài. Vâng, giang ra, như vượng sờ lên đầu, không biết mình cái nào làm sai, khuôn mặt bên trên đều là sợ hãi, bước nhanh ra ngoài giữ cửa thận trọng đóng lại, tiếp tục ở bên ngoài đóng giữ. Giang giật lúc này mới ánh mắt nhìn về phía tiểu nô nói, tiểu nô, người thế nào có phải hay không thiếu ra gần nhất không có cùng ngươi vẫn là ngươi nhớ nhà vẫn là có chuyện gì ngươi đừng khóc a à", nói cho thiếu ra. Quyền có nghịch lân, cái này từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên tiểu thị nữ liền là giang giật nghịch lân vì nàng giang giật có thể giết hết người trong thiên hạ nàng nếu là bị ủy khuất giang giật coi như thiên vương lão tử cũng dám khai chiến giờ phút này đưa nàng đột nhiên rơi lệ hắn tự nhiên luống cuống giang tiểu nô xoa xoa khóe mắt lệ thủy rủ xuống mí mắt trầm mặc rất lâu sau đó lúc này mới ngẩng đầu lên nói không có việc gì thiếu gia tiểu nô không có việc gì ta chỉ là đau lòng thiếu gia mấy tháng này thiếu ra người thụ rất nhiều khổ a à, tiểu nô vô dụng, không thể giúp thiếu ra cái gì, ngược lại một mực liên lụy thiếu ra, tiểu nô cảm giác chính mình là một phế nhân. Ngốc cô nương, Giang giật thở dài một hơi, cười khổ nói tiểu nô thế nào lại là phế nhân ngươi dạng này niên kỷ, có thể đạt tới thiên quân cảnh thực lực có bao nhiêu người phải biết cửu đế gia tộc công tử tiểu thư, cũng chưa chắc thấy có người mạnh mẽ đâu. Mà lại ngươi mặc vũ thần công như vậy cường đại, về sau tiền đồ vô hạn, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, ngươi nhất định có thể trở nên mạnh hơn, đến lúc đó ngươi không chỉ có thể giúp thiếu gia, còn có thể bảo hộ thiếu gia đâu. Tiểu nô nín khóc mỉm cười, mở to mắt to nói, thật sao? Giang giật nhéo nhéo cái mũi của nàng, yêu chiều cười nói, tự nhiên là thật, thiếu gia lúc nào lừa qua ngươi. Ừm, Giang tiểu nô nhẹ gật đầu, nằm xuống nhắm mắt an tĩnh chìm vào giấc ngủ, Giang giật ôn nhu cho nàng đắp kín mền, nhìn nàng vài lần đi ra phía ngoài. Ngốc cô nương, các loại chờ Giang giật sau khi đi ra, Giang tiểu nô lại mở mắt, khóe mắt hai hàng thanh lệ chảy xuôi mà xuống, cắn bối môi nhìn trần nhà thật lâu, mới nhẹ nhàng thở dài nói, "Thiếu ra, tiểu nô mới không ngốc đâu, ngươi vì sao?" Có thể tiếp nhận Phượng Loan Thanh Ngư tỷ tỷ, liền là không muốn tiểu nô đâu chẳng lẽ tiểu nô thật kém cỏi như vậy sao? Ai, bên ngoài viện giang giật nhẹ nhàng đóng lại cửa, nhìn lên bầu trời một vòng minh nguyệt, nhẹ giọng u u thở dài. Hắn làm sao không rõ ràng tiểu nô đang suy nghĩ gì, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thả ra khúc mắc trong lòng hắn giang tiểu nô là muội muội của hắn sống nương tựa lẫn nhau muội 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 làm sao có thể biến thành người yêu người yêu đâu như vượng ở một bên trông coi nhìn thấy giang giật đứng tại cửa ra vào sướng sờ nhìn lên bầu trời tốt nửa ngày không nói chuyện có chút sợ hãi nhỏ giọng hỏi giang gia chuyện gì xảy ra thế nhưng là thuộc hạ cái nào làm không xong giang gia mời chỉ rõ ta nhất định đổi đổi ngươi giang giật ở giữa tâm phiền buồn bực trừng mắt vẫn nộ quát lăn ra ngoài như vượng đôi mắt co rụt lại bờ môi run run thoáng cái, hai tay ôm đầu, thật lăn trên mặt đất. chương 696, Thiên Lôi Thành Thành Chủ. Ngày thứ hai, Giang Giật đi bái phỏng Linh Đăng Tỷ, chuẩn bị một phần hậu lễ. Linh Đăng Tỷ chiêu đãi Giang Giật ăn một bữa cơm, tự thản nhiên mang theo hắn hướng phủ thành chủ đi đến. Hai người song song đi tại trên đường cái, cũng không có tùy tùng đi theo, trên đường gặp được người, nhìn thoáng qua Linh Đăng Tỷ cũng không dám gọi người, chỉ là cung kính đứng ở một bên chờ đợi hai người đi qua. Tỷ, những người kia nhìn thấy ngươi làm sao không hành lễ a à giang giật tò mò hỏi linh đang tỉ cười nhạt một cái nói ta trước kia hạ một cái mệnh lệnh nhìn thấy ta ai cũng không cho phép hành lễ ta không có mở miệng trước ai dám mở miệng ta cắt đầu lưới của hắn a à, giang giật giơ ngón tay cái lên cảm khái nói tỷ liền là bá khí cũng đúng a à. mỗi ngày bị người thấy gọi nghe được lỗ tai sinh lão kiển linh đang tỉ nhàn nhạt cười một tiếng không nói thêm gì nữa mang theo giang giật một đường hướng phủ thành chủ đi đến trở ra cũng không có ngừng, nhấc chân hướng lầu hai đi đến. Giang giật lần này không có cùng nàng song song đi, mà là đi theo phía sau nàng, nhìn xem nàng nở nang bờ mông uốn éo uốn éo. Lại nhìn cẩn thận ta đào hai tròng mắt của ngươi, Linh đang tỉ không quay đầu lại, nhưng cũng cảm giác được phía sau lửa nóng ánh mắt, truyền âm tới. Giang giật cười hắc hắc, không còn nhìn nhiều, chỉ là cười truyền âm qua tỉ, ngươi thật đẹp. Miệng lưới trơn chu, Linh đang tỉ truyền âm tới, hai người cũng tới lầu hai, kia thủ vệ quân sĩ lại ôm quyền cho Linh đang tỉ hành lễ nói, Linh đang tỉ. Hai tên quân sĩ dừng một chút, hướng sau lưng Giang giật cũng chắp tay nói, Giang ra. Linh đang tỉ kiêu căng nhẹ gật đầu, Giang giật thì nở nụ cười, thân thiết nói ra, hai vị vất vả. Lần thứ ba tiến vào phủ thành chủ lầu 2, Giang giật cảm giác khác biệt, chỉ ít toàn thân dễ dàng rất nhiều, rốt cuộc không cần là lôi thạch lo lắng. Không nói mỗi ngày đều có lôi thạch nộp lên, coi như chính hắn đi đào, đem lôi lính nội lôi thạch đào xong có mấy vạn, đoán chừng góp một góp vượt qua hai năm, mọi người liền có thể đi bên trong tòa thành lớn định cư, đương nhiên, nếu muốn ở thần tứ đảo ở lại, vậy nhưng cần 100 triệu công huân, coi như tại Thiên Lôi đảo xương Vương xương bá 10 năm đoán chừng cũng treo. Linh đang tỉ trực tiếp hướng bên trong đại điện đi đến, một mực tiến vào tận cùng bên trong nhất đại điện, lúc này mới gõ cửa một cái nói, Lục Di, Khinh Linh cầu kiến. Vào đi, bên trong truyền đến giọng nói lạnh lùng đại môn hát quang lóe lên tự động mở ra linh đang tỉ hướng gian giật nhìn thoáng qua truyền âm nói trở ra nói chuyện khách khí một chút nhớ kỹ ta buổi sáng nói gian giật nhẹ gật đầu đi theo linh đang tỉ hướng bên trong đi đến bên trong đại điện rất xa hoa các loại xa hoa bài trí cái gì cần có đều có còn có một cái cửa sổ một cái tóc bạc lão ẩu đang ngồi lấy phía trước cửa sổ ghế dựa mềm bên trên đọc sách nhìn thấy hai người vào đây cũng không nói chuyện chỉ là nhìn lướt qua tới lục di linh đang tỉ thoải mái kêu một tiếng xảo tiếu yên này đi đến lão ẩu sau lưng cho nàng vò vai, giang giật thì cung kính không người hành lễ nói, thương lang bái kiến thành chủ đại nhân. Miễn lễ đi, lão ẩu thanh âm vẫn như cũ rất lạnh lùng, nàng đem thư giao cho phía sau linh đang tỉ, ánh mắt hướng giang giật quét tới. Mở miệng nói, Giang ra ngươi vì sao tiến vào thần tứ bộ lạc. Giang giật trả lời, hồi đại nhân, tại hạ là bởi vì đắc tội tà gia công tử tà phi, cùng đường mặt lộ mới vào bộ lạc. Tà phi lão ẩu nhẹ gật đầu, hiếu kỳ nói tà gia thế hệ này tối cường công tử liền là tà phi a à ngươi đắc tội hắn thế mà còn có thể sống được tiến vào bộ lạc cũng coi là thủ đoạn thông thiên sang giật có chút run lên cái này thiên lôi đảo thành chủ thế mà còn biết tà phi bất quá nghĩ đến cửu đế gia tộc và tội đảo 13 nhà tộc là tử thù hắn cũng liền bình thường trở lại hắn cười khổ một tiếng nói tại hạ chỉ là vận khí tốt một điểm thôi tại tà gia trong mắt ta cũng là cái con tôm nhỏ không đáng giá chú ý mà thôi a à nha Lão ẩu cũng không có xoắn suýt vấn đề này, dưới cái nhìn của nàng tà phi khẳng định cũng không vận dụng gia tộc lực lượng, nếu không giang giật đã sớm chết. Nàng dừng một chút, lông mày một đám, trong mắt hàn quang lấp lánh, trên thân khí tức lan tràn ra trầm giọng hỏi, giang ra, ngươi là thế nào giết bá đao cùng long ra lại là làm sao ngăn chặn lãnh ra trong mắt của ta. Ngươi là kim cương cảnh võ giả không sai a à ta nghe nói, trên người ngươi có lôi hỏa. Giang giật nội tâm lần nữa run lên, linh đang tỉ mỉ mắt cũng rủ xuống, tựa hồ không dám nhiều lời. Nơi này là thiên lôi đảo, là lục gia rất trọng yếu một cái vơ vét của cải chi địa, giang giật không sợ lôi hỏa đây là việc nhỏ, nhưng giống như có thể thu phục lôi hỏa cái kia chính là đại sự, vạn nhất đem trong đảo tụ lôi đại trận cho hủy đi, lục gia tổn thất nhưng lớn lắm. Giang giật minh bạch điểm này, vừa rồi tại Linh đang tỉ lúc ăn cơm, nàng cũng nguyệt mờ nói ra một câu, hắn sớm có phương án suy tính, chắp tay nói ra, đại nhân, trên người của ta nhưng không có lôi hỏa, ta đây không phải lôi hỏa chỉ là một loại đặc biệt hỏa diễm thôi, ta tu luyện chính là hỏa hệ đạo văn, cũng từng tìm hiểu tới một loại rất đặc thù hỏa hệ thần thông. a à, không phải lôi hỏa lão ẩu khóe miệng lạnh lẽo, đùa cợt nói, vậy ngươi phóng thích một chút cho ta lão thân nhìn xem. Giang giật kinh ngạc hỏi, tại cái này, ha ha, lão ẩu cười ngạo nghễ nói, ngươi sợ hãi thiêu chết lão thân không thành, ngươi cứ việc phóng thích. Giang giật khoát tay xấu hổ nói ra, ta không phải ý tứ này, ta cái này hỏa diễm nhiệt độ kỳ cao, sợ là sẽ phải hủy đi gian phòng bên trong đồ vật. Chuyện nào có đáng gì? Lão ẩu cười lạnh một tiếng, trong tay sáng lên một đạo hắc quang, kia hắc quang tại trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ một cái bọt khí viên cầu, nương theo nàng rót vào hắc quang viên cầu càng lúc càng lớn, trở biến thành một người lớn như vậy lúc tay nàng nhẹ nhàng vung lên hướng giang giật đẩy đi. Ông, giang giật thân thể ra ngoài hiện một cái màu đen hơi mở vòng bảo hộ, lão ẩu thanh âm cũng vang lên cứ việc phóng thích. Tốt, giang giật cắn răng lấy ra hỏa long kiếm, hỏa linh châu sáng lên, nhưng hắn cũng không có phóng thích lôi hỏa, mà là thả ra cửu thiên long viêm, không bằng hắn cái này cửu thiên long viêm phóng thích rất sảo diệu, là quán chú vào hỏa long kiếm bên trong, sở dĩ thân kiếm bên ngoài phun ra đạo đạo ngọn lửa, nhiệt độ thoáng cái trở nên cực cao. Suy suy, hắn bên ngoài thân hơi mờ màu đen vòng bảo hộ hắc quang vạn trược, thế mà không có vỡ tan, giang giật cắn răng theo hỏa linh châu nội vận chuyển ra một tia lôi hỏa ra, hỏa linh châu tại hỏa long kiếm bên trên, sở dĩ lôi hỏa xuất hiện lúc cũng cảm giác là theo trên thân kiếm xuất hiện. Ông, màu đen vòng bảo hộ quang mang lấp lánh càng tăng lên, lão ẩu sắc mặt cũng biến đổi, truyền âm quát khẽ tốt. Giang giật vốn là không có phóng thích quá nhiều lôi hỏa, lão ẩu nói chuyện hỏa linh châu tự động đem lôi hỏa cùng cửu thiên long viêm hấp thu đi vào, phía ngoài màu đen vòng bảo hộ cũng tan thành mây khói, cực nóng nhiệt độ cao quét sạch cả phòng. Cũng may Giang giật thu hồi lôi hỏa cùng cửu thiên long viêm, cái này nhiệt độ mặc dù cao, nhưng còn chưa tới bốc cháy tình trạng, bất quá lão ẩu cùng linh đang tỉ cảm giác một trận khí muộn. Lão ẩu cũng gật đầu nói, quả nhiên không phải lôi hỏa, nhiệt độ so lôi hỏa còn cao hơn rất nhiều, giang ra hảo hảo tu luyện, đem nguyên lực tăng lên đi lên, ngươi về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngày sau ngươi nguyên lực đã tới thiên quân, nếu như muốn gia nhập lục gia chúng ta, lão thân có thể vì ngươi dẫn tiến. Giang giật âm thầm vui mừng, đương nhiên là bởi vì lão ẩu không có khám phá hắn đây là tế luyện sau lôi hỏa, liền vội vàng hành lễ nói, đa tạ thành chủ đại nhân. Tốt, lão ẩu khoát tay trận lại nói, người chỉ cần nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không thể phá hư lôi sơn, nếu không coi như khinh linh cầu tình, ta cũng định giết không tha, đi xuống đi, khinh linh lưu lại theo giúp ta trò chuyện. Giang mỗ ghi nhớ tại tâm, Giang giật chắp tay cáo lui, đi ra đại môn một khắc này hắn toàn thân buông lòng. Thành chủ cửa này qua, hắn xem như tại thiên lôi thành triệt để đứng vững cước, có linh đang tỉ cái tầng quan hệ này, cái này thiên lôi thành không còn có người có thể uy hiếp tính mạng của hắn hắn có thể an nhàn tu luyện, tích lũy công huân, cảm mộ đạo văn, chờ công huân đạt đến 100 triệu, lại đi thần tứ đảo, tu luyện mấy năm các loại chờ thực lực đạt tới nhất định tình trạng, liền có thể đi đông hoàng đại lục nghĩ cách cứu viện tô như tuyết. Nghỉ ngơi mấy ngày, bồi bồi tiểu nô cùng phượng nhi thanh ngư, liền đi lôi sơn đi. Giang giật hướng phủ thành chủ đi ra ngoài, một bên suy nghĩ, đi ra phủ thành chủ ánh mắt của hắn nhìn về phía phía đông bầu trời, lông mày chăm chú nhân lại, lẩm bẩm nói, không biết ta giờ phút này có thể hay không bắt lấy lôi sơn bên trong kia tia đạo vận, cả ngộ loại kia kỳ lạ đạo văn. Năm chương đến, trời sáng bắt đầu ngừng bạo phát, mỗi ngày 3 đến 4 chương, cũng sẽ tận lực ổn định thời gian đổi mới. Cũng không phải là lão yêu bạo không được nữa, là bởi vì số 789 muốn đi thâm quyến tham gia ten sen văn học phong hội, sở dĩ tồn điểm bản thảo, tránh cho quyệt canh, chờ lão yêu số 10 trở về lại bảo. Chương 697, Bí mật Kinh Thiên về sau mấy ngày lý gia mang theo giang giật phân biệt bái phỏng thiên lôi thành thập đại thống lĩnh mỗi lần hắn đều đem tiền vạn quán mang lên cái này tiểu mập mạp rất thượng đạo mang theo mấy lần sau không chút nào luống cuống đến đằng sau ngược lại biến thành hắn sân nhà huy sái tự nhiên giang giật đều không có hắn thoải mái thành chủ điểm này đầu thập đại thống lĩnh thu giang giật dâng lên hậu lễ về sau đều rất cho mặt mũi bọn hắn là người của lục gia lục gia quy củ rất nghiêm ngặt nhưng nước trí thanh mà không có cá bất kỳ cái gì địa phương đều như thế, những này thống lĩnh không có khả năng khô cằn cầm lục ra cho bọn hắn bổng lộc, nhưng lại không có khả năng đi minh thương ám đoạt. Sở dĩ những bá chủ này bọn họ mỗi tháng hiếu kính biến thành bọn hắn chủ yếu thu nhập nơi phát ra, thành nội sở dĩ có thập đại bá chủ, cũng là bọn hắn ngầm đồng ý kết quả. Giang giật phát hiện tiền vạn quán thật là một nhân tài, chỉ tại kinh thương quản lý phương diện là cái siêu cấp nhân tài, năm đó hắn 14-15 tuổi liền bắt đầu tiếp quản tiền ra mấy cái các nước chư hầu sản nghiệp, có thể thấy được năng lực của hắn mạnh có tiền vạn quán quản lý giang giật căn bản không cần quan tâm cái gì thu phục mười mấy tên thiên quân cùng một ngàn thủ hạ bị tiền vạn quán quản lý đến ngoan ngoãn liền nghiêu đăng cùng nghiêu vượng đều nói tiền vạn quán rất có thủ đoạn mượn nhờ giang giật uy thế ngay cả đánh mang gọt đem một đám thiên quân dọn dẹp không còn cách nào khác đã giao cho tiền vạn quán giang giật tự tuyệt đối tin tưởng hắn dù sao tình huống đều nói cho hắn giang giật tin tưởng tiền vạn quán sẽ không hại hắn cũng sẽ không làm loạn cụ thể làm sao chấp hành, kia là chuyện của hắn. Giang giật mỗi ngày bồi tiếp Phượng Loan cùng Thanh Ngư Giang Tiểu Nô, mang theo các nàng đi phủ thành chủ dạo chơi mua một ít đồ chơi, đi từ lâu sống phóng túng, xem thần tứ bộ lạc đặc hữu hí khúc bình thư các loại chờ ngẫu nhiên mang theo ba người đi dự tiệc. Hắn phân biệt đưa cho ba người mấy món ngụy thần khí, long ra phong thần giáp đưa cho Tiểu Nô, đưa cho Thanh Ngư một cái siêu thánh khí trường kiếm, tiền vạn quán vân phỉ cùng chiến vô song tiền vạn quán đều có phần long ra cùng bá đao cổ thần nguyên trong nhẫn có một ít đồ tốt hoành ca cổ thần nguyên giới hắn cũng vụng trộm đi lấy trở về bên trong không chỉ có rất nhiều lôi thạch thiên thạch còn có rất nhiều bảo vật đối với bảo vật giang giật xưa nay không keo kiệt chỉ cần thích hợp mọi người đều sẽ cho đến trong đêm giang giật hội len lén tiến vào phượng loan cùng thanh ngư trong sân hưởng thụ lấy hai người ấm thuần cùng triền miên hắn đã quyết định qua một thời gian ngắn tựu bế quan hai người không có khả năng đi theo hắn đến lúc đó chỉ có thể đợi trong thành giờ phút này cho ăn no hai người, cũng tránh cho các nàng nỗi khổ tương tư. Cách mỗi mấy ngày, hắn hội mang theo tam nữ đi Linh đang tỷ kia bái phỏng, kết quả đi mấy lần về sau, tam nữ cùng Linh đang tỷ đùa tại một khối, đem hắn ném ở một bên. Nửa tháng sau, hết thảy tình huống đều phản ứng tốt đẹp, tam đại bá chủ thủ hạ cũng bị lãnh ra bọn hắn chia cắt hoàn tất. Lãnh ra lý ra bọn người đối với Giang Giật thái độ đã khá nhiều, chỉ ít sẽ không lại tận lực khó xử bài xích. Giang Giật cũng quyết định bế quan, hắn bế quan địa điểm cũng không phải là trong thành, mà là lôi sơn phụ cận. Hắn cần tại đế cung bên trong tu luyện nguyên lực, sở dĩ không có khả năng trong thành tu luyện, hắn cũng nghĩ lĩnh hội lôi sơn bên trong cái chủng loại kia đạo văn, sở dĩ tại lôi sơn phụ cận tu luyện là lựa chọn tốt nhất. Thiếu ra, ta đi theo ngươi, tại giang giật cùng mọi người nói chuyện về sau, giang tiểu nô lại đột nhiên lên tiếng, thân sắc rất là kiên định, giang giật nhướng mày hỏi, tiểu nô, ngươi trong thành tu luyện không tốt, Tiểu nô lắc đầu nói, ta mặc dù không tu luyện nguyên lực, cũng cần thiên địa nguyên khí, đế cung bên trong nguyên khí nồng đậm gấp 10, ta tu luyện nhanh rất nhiều, mà lại ta cũng có thể bồi tiếp thiếu ra. Tốt ha, Giang giật cùng Linh đang tỷ quan hệ rất tốt, những người còn lại coi như muốn giết hắn cũng khó khăn, sở dĩ hắn cũng không lo lắng gặp nguy hiểm, tự gật đầu đáp ứng. Tại Phượng Loan bọn người đưa mắt nhìn dưới, mang theo Giang Tiểu Nô và mấy tên thiên quân cường giả trực tiếp ra khỏi thành. Giang ra, đã tới lôi sơn phụ cận, những cái kia vây quanh lôi sơn chờ đợi lôi thạch phun trào võ giả toàn bộ cung kính hành lễ giang giật khẽ vuốt cằm mang theo mọi người vòng qua lôi